Có thể nói là thị trường chứng khoán thế giới cũng ghi nhận một cái tuần giao dịch tương đối tích cực trong tuần qua, bất chấp việc là Fed tăng lãi suất 0,25% đúng không ạ? Anh Phục, anh đánh giá như thế nào về diễn biến này của thị trường thế giới ạ? Vâng, thực tế là Fed tăng lãi suất 0,25% là nó phù hợp với dự báo của các cái chuyên gia ở trên thị trường. Vâng. Thì từ đó thì nó cũng tác động về mặt tâm lý không đáng kể. Tuy nhiên thì có một điều tôi lưu ý đến quý vị nhà đầu tư khi theo dõi cái lãi suất của Fed là như thế này. Thứ nhất là cái lãi suất của Fed nó tăng ấy thì không hẳn là tất cả các cái lãi suất khác ở trên thị trường nó đều tăng theo. Minh chứng bằng việc đó chính là lãi suất trái phiếu chính phủ 10 năm của Mỹ chẳng hạn thì nó đã tạo đỉnh vào tháng 11 năm 2022 rồi cơ. Và hiện nay thì nó đã giảm xuống khá sâu, chỉ còn khoảng độ 3,3% thôi so với mức đỉnh khoảng 4,2%. Đó, cái việc tăng lãi suất điều hành của Fed thì về cơ bản như chúng ta hiểu đúng với cái tên của nó, đó là lãi suất điều hành mà thôi, chứ không phải là lãi suất thực phản ánh ngoài thị trường kia. Thực tế thì cái lãi suất thực phản ánh ngoài thị trường cao nhất thì nó ghi nhận vào cuối năm 2022 rồi, khi mà các cái lãi suất cho vay ra ở Mỹ nó lên đến 5 đến 6% cho mua nhà rồi dài hạn vân vân. Đó, bởi vậy cho nên nhà đầu tư ngoài việc quan sát cái lãi suất của Fed đưa ra còn đặc biệt phải quan tâm đến các cái lãi suất thực ở trên thị trường, như là lãi suất cho vay ra của ngân hàng này, rồi lãi suất của trái phiếu chính phủ ở Mỹ 2 năm, 5 năm, 10 năm thì từ đó mới phản ánh được chính xác cái lãi suất ở trên thị trường đang như thế nào. Và từ cái việc tổng hợp của AZFIN thì thấy rằng thực tế cái lãi suất của Mỹ, lãi suất thực ở ngoài đời ấy, thì về cơ bản nó đã tạo đỉnh vào cuối năm 2022 và hiện nay vẫn đang đang trong quá trình giảm. Thế do đó là về mặt lãi suất bây giờ thì nhà đầu tư không còn quá lo ngại về cái vấn đề này nữa, mà cái lo ngại lớn hơn thì lại chuyển sang cái vấn đề là sức khỏe của nền kinh tế thế giới. Vâng ạ, cảm ơn chia sẻ của anh Phúc ạ. Nhà đầu tư trên toàn thế giới cũng đang kỳ vọng rằng là trong năm nay đúng không ạ, Fed cũng sẽ chỉ còn một lần tăng lãi suất vào tầm tháng 5 nữa thôi, hoặc họ cũng có thể là sẽ dừng tăng lãi suất. Nên là anh Phúc, anh có quan điểm như thế nào về vấn đề này ạ? À, anh Kháng đi ạ. Vâng ạ. Vâng, thì tôi cũng là một nhà đầu tư thì tôi vẫn mong muốn là đầu tư vào thị trường thì tôi vẫn mong muốn được cái tín hiệu như vậy. Và tôi Vâng. thực sự là nhìn vào cái tình hình thế thì chúng ta nhận thấy là Fed cũng đã quá trình cái thắt chặt tiền tệ cũng bắt đầu từ tháng 3 và đến nay thì cũng đã kéo dài được một năm rồi. Và hiện tại thì nhiều ngân hàng đã có nguy cơ là sụp đổ, và thậm chí trong 2 tuần vừa rồi thôi đã có 4 đến 5 ngân hàng là sụp đổ rồi. Vậy cho nên là cái khả năng mà Fed tiếp tục là cái việc thắt chặt tiền tệ là theo quan điểm của tôi là nó sẽ không còn mạnh như trước nữa. Và nếu mà chúng ta nhìn lại lịch sử thì quá trình thắt chặt mạnh nhất rơi vào tháng 11 sau Fed tăng lãi suất lần 0,75% 4 lần liên tiếp, và từ đó tháng 12 là 0,5 lần, dự đến đến đây tháng 3 là 0,25 lần, và có khả năng là tháng 2 0,5, tháng 3 đây 0,5, và sắp tới đây thì tháng 5 thì tôi kỳ vọng sẽ là cái mức tăng nó sẽ không còn mạnh nữa, thậm chí là có thể là giữ nguyên, và đến quý 3 thậm chí hoặc là đến hết năm thì có thể là quay trở ngược lại cái việc là đảo ngược chính sách và có thể là dần dần trở sang nơi nới lỏng. Đó là kỳ vọng của tôi, và tôi thấy cũng khá là đồng quan điểm với những cái nhà phân tích đang có những kỳ vọng như thế. Và điều đó thì chắc chắn là cũng sẽ tác động tích cực đến diễn biến của thị trường chứng khoán đúng không ạ? Đúng rồi ạ, thị trường chứng khoán thì luôn luôn là quan tâm đến lãi suất, mà khi mà lãi suất giảm xuống thì đó là một cái tín hiệu khá là tích cực sau cái quá trình thắt chặt vừa rồi. Thì nếu quá trình quay trở lại nới lỏng thì khả năng thị trường chứng khoán sẽ tiếp tục là có một cái quá trình tăng trưởng tiếp. Dạ vâng ạ, có thể nói là thị trường có thể bắt đầu một chu kỳ mới đúng không ạ? Cảm ơn chia sẻ của anh Kháng ạ. Vâng, thưa quý vị, đó là những diễn biến của thị trường trong nước và quốc tế trong tuần qua. Và chương trình sàn chứng khoán Info của chúng tôi đang được phát sóng trực tiếp trên kênh VTV Cap 9 on Info TV, fanpage VTV Cap Kinh tế và Tài chính cùng các nền tảng số của VTV Cap. Nếu quý khán giả có câu hỏi thắc mắc, vui lòng để lại comment trên fanpage của chương trình. Chúng tôi sẽ cố gắng giải đáp nhanh nhất có thể. Ngay bây giờ sẽ là những diễn biến đầu tiên của thị trường chứng khoán trong nước trong phiên giao dịch ngày hôm nay, ngày 27 tháng 3. Vâng ạ, thị trường đã kết thúc phiên ATO và ngay bây giờ bước vào phiên giao dịch chính. Tôi xin phép điểm qua diễn biến hiện tại của các chỉ số ở trên sàn. Chỉ số VN Index hiện tại tăng 1,69 điểm, tương đương 1,06% lên 1.046,79 điểm. Chỉ số HNX Index tăng 0,23%, tương đương 0,48 điểm lên 206,2 điểm. Và Upcom Index cũng tăng 0,33% lên 76,42 điểm. Trên toàn sàn,
HOSE hiện tại có 265 mã tăng, áp đảo so với 122 mã giảm, thậm chí là có 9 mã đã ghi nhận sắc tím rồi ạ. Còn trên HNX thì có 50 mã tăng, 23 mã giảm, Upcom thì có 68 mã tăng và 26 mã giảm. Vâng ạ, anh Phục ạ, anh đánh giá như thế nào về diễn biến từ những phút đầu tiên của thị trường trong phiên ngày hôm nay ạ? Vâng, trước tiên này, theo tôi thì đây là một cái tâm lý cũng gọi là có một chút tích cực. Từ cái việc động lực từ tuần trước thì thị trường cũng có cái sự tăng điểm khá tốt. Bên cạnh đó thì cái thông tin lãi suất của chúng ta liên tục giảm. Điều này cũng góp phần tạo cho tâm lý nhà đầu tư ở Việt Nam họ an tâm hơn một phần nào đó. Đó. Bên cạnh đó thì cái vấn đề liên quan đến cái thị trường bất động sản thì cũng liên tục có những cái thông tin hỗ trợ từ việc M&A đến cái việc gọi là liên quan đến các cái gói cứu trợ 120.000 tỷ thì có thể dần sẽ quay trở lại. Bên cạnh đó là cái tính pháp lý về các cái dự thảo liên quan đến luật về đất đai thì cũng được bàn tán rất là sôi nổi và cũng được nhận được sự quan tâm rất lớn từ lãnh đạo chính phủ, nhà nước. Từ đó có thể kỳ vọng rằng sẽ có một cái khung pháp lý ổn định hơn, dễ dàng hơn cho các cái doanh nghiệp bất động sản có thể thực thi một cách bài bản. Do đó là cái tâm lý về cơ bản là tôi thấy là có phần tích cực hơn. Tuy nhiên thì nó cũng chưa phải là một cái gì đó động lực mạnh mẽ để có thể bứt phá sớm ngay được. Dạ vâng ạ, cảm ơn những chia sẻ rất là thận trọng từ phía anh Phục ạ. Thế còn anh Kháng ạ, trong ngày hôm qua đúng không ạ, chúng ta cũng đã có thêm thông tin về việc là có nhiều ngân hàng giảm lãi suất huy động, bắt đầu giảm lãi suất cho vay trên diện rộng. Hiện là chỉ còn 2 ngân hàng có lãi suất tiền gửi kỳ hạn 12 tháng từ 9% một năm là An Bình Bank và SCB. Trong những ngày gần đây thì hàng loạt các ngân hàng từng có lãi suất trên 9% một năm đều đã điều chỉnh xuống dưới mốc này, bao gồm có Ocean Bank, Bảo Việt Bank, Kiên Long Bank. Vâng ạ, anh đánh giá như thế nào về thông tin này cũng như là tác động của nó đến diễn biến của thị trường ạ? Theo quan điểm của tôi thì thông tin này là khá tích cực đối với nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán. Thứ nhất thì là trước đó thì ngày 15 tháng 3 thì Ngân hàng Nhà nước cũng đã điều chỉnh về cái việc là lãi suất điều hành và đó là lãi suất tái chiết khấu và lãi suất trên cho vay liên ngân hàng qua đêm. Thì chúng ta nhận thấy là có một cái sự sụt giảm lãi suất, đó là một tín hiệu khá là tích cực. Cũng như anh Phục chia sẻ lúc đó là chúng ta quan sát tới là cái lãi suất qua đêm á, phải nói là sụt giảm cực mạnh, hiện tại là có 1.34% liên ngân hàng. Mà trước đó thì chỉ cách đây khoảng tuần trước thôi thì nó vẫn giao dịch ở trên lãi suất là hơn 5%. Và thậm chí trước đó tháng 11 thì có lúc là năm 2022 thì cái lãi suất qua đêm liên ngân hàng lên tới là 9% là mức cao. Còn hiện tại thì cái lãi suất qua đêm đã rơi vào mức là thấp trước cả cái đợt dịch Covid-19 nữa. Thì tôi nghĩ đây là một cái tín hiệu rất là tích cực. Nó sẽ là cho thấy là cái mức thanh khoản trên thị trường khá là dồi dào. Lận đấy đó thì là các nhà băng là bắt đầu là có thể là giảm cái lãi suất huy động xuống và có thể là dần dần là hạ cái lãi suất cho vay, thì đó là một cái tín hiệu rất là tích cực đối với thị trường chứng khoán và khiến cho có thể là các cái nhóm ngành là có thể có một cái sự tăng trưởng với cái những thông tin này. Vâng ạ, cảm ơn chia sẻ của anh Kháng ạ. Có thể nói là việc mà ngân hàng nhà nước cũng như là các ngân hàng thương mại đang có xu hướng là điều chỉnh giảm lãi suất đã tác động ngay đến thị trường cũng như là tâm lý của các nhà đầu tư trên thị trường. Và điển hình là chúng ta cùng đến với bản đồ nhiệt. Tính đến thời điểm hiện tại thì giá trị của nhóm bất động sản đang có giá trị giao dịch lớn nhất trên sàn ở thời điểm hiện tại, và nhóm bất động sản gần như là đều ghi nhận sắc xanh rất tích cực. NVL thậm chí là tăng đến 5,04% ạ. Anh Phục ạ, theo anh thì diễn biến này có phải là quá tích cực hay không ạ? Nhà đầu tư đang quá hưng phấn hay là như thế nào ạ? Hay là nhà đầu tư vẫn đang rất là kỳ vọng vào một cái sự phục hồi của nhóm bất động sản ạ? Vâng, có thể nói là cái khó khăn của ngành bất động sản từ cuối năm 2022 đến đầu năm 2023 là rất là khó khăn, phải nói là như vậy. Tuy vậy thì hiện nay thì cũng có những cái dấu hiệu tích cực nhất định. Thứ nhất là quý vị có thể thấy là chỉ trong vòng chưa đến một tháng, trong tháng 3 thì đã có cái lượng phát hành trái phiếu lên đến khoảng 1 tỷ USD. Đúng không? Điều này thì cho thấy rằng cái thị trường trái phiếu được phần nào gỡ cái thế tắc và bắt đầu trở lại. Từ đó tạo cho niềm tin của nhà đầu tư cho rằng là các cái công ty bất động sản có thể huy động vốn trở lại trên thị trường trái phiếu một cách thuận lợi hơn vào giữa năm 2023 cũng như cuối năm 2023. Điều này sẽ tác động tích cực đến các cái công ty bất động sản. Thứ hai nữa là vấn đề như chúng ta đã thấy đó là lãi suất thì đang có dấu hiệu giảm
và cái mức giảm hiện nay cũng đã đạt được khoảng độ 1% so với mức đỉnh của năm 2022. Từ đó nó khiến cho các cái doanh nghiệp bất động sản về cơ bản là sẽ giảm bớt được cái chi phí tài chính của mình trong cái năm 2023 này. Điều đó khiến cho kết quả có thể thuận lợi hơn. Bên cạnh đó là các cái gói cứu trợ liên quan đến gói tín dụng 120.000 tỷ vào nhà ở xã hội cũng như là cho vay các cái người dân, các cái hộ dân mà có nhu cầu thực về nhà ở thì cũng góp phần tích cực đến cái thị trường bất động sản. Bên cạnh đó nữa thì chúng tôi đánh giá rằng cái việc M&A đang diễn ra rất là mạnh mẽ trong ngành bất động sản, đặc biệt là ở các cái dự án bất động sản lớn có sự tham gia cả nhà đầu tư trong nước lẫn nhà đầu tư nước ngoài, sẽ có một cái luồng tiền mới, một luồng gió mới vào đối với các cái doanh nghiệp bất động sản. Thì từ những yếu tố trên thì người ta cũng cho rằng là cái thị trường bất động sản có thể dần trở lại vào nửa cuối năm 2023. Thì đây là những cái tín hiệu rất tích cực cho các cái công ty bất động sản. Tuy nhiên chúng ta cũng cần phải lưu ý, không phải là bất kỳ doanh nghiệp bất động sản nào cũng được hưởng lợi như nhau, mà nó có một cái sự phân hóa khá lớn giữa các cái doanh nghiệp. Thế do đó là nhà đầu tư thì cũng cần hết sức xem xét một cách cẩn thận đối với các cái doanh nghiệp bất động sản để lựa chọn phù hợp cho đầu tư. Vâng ạ, vậy thì theo anh sóng bất động sản sẽ kéo dài trong trung và dài hạn hay không ạ? Hay là sẽ chỉ diễn ra trong ngắn hạn ạ? Cái sóng phục hồi này đấy ạ. Vâng, về cái việc phục hồi này thì trước mắt thì cũng rất là khó đánh giá là có thể dài hay không. Bởi vì trên đây chỉ là những cái thông tin và những cái về cơ bản, về mặt hình thức là đã đưa ra bắt đầu có tín hiệu thôi. Còn để đi vào thực tiễn thì còn cần phải một cái thời gian khá dài. Thì cái phản ứng này có thể kéo dài hay không thì theo tôi là cái việc các cái biến chuyển kia nó phản ánh vào cái tình hình kinh doanh của doanh nghiệp có sớm hay không. Nếu mà phản ánh sớm thì rõ ràng là cái sóng về ngành bất động sản có thể kéo dài hơn rất nhiều. Dạ vâng ạ, cảm ơn chia sẻ của anh Phục ạ. Vậy thì dựa trên những chia sẻ của anh Phục thì không biết là anh Kháng có thêm lưu ý gì đối với các nhà đầu tư nếu như mà các nhà đầu tư có kỳ vọng vào nhóm bất động sản này ạ? À, thì tôi là vẫn là kỳ vọng cái đợt này sẽ có một cái đợt hồi phục nhẹ của dòng bất động sản, khi mà chúng ta quan sát các nhóm ngành khác đều có mức tăng rất là ấn tượng trong năm 2023 vừa rồi và sau khi mà lập đáy từ tháng 11 năm 2022. Nhưng mà trong khi đó thì nhóm cổ phiếu bất động sản là theo thống kê của CSI là mới có tăng có 0,95%. Đấy, có nghĩa là mức tăng thấp nhất so với các cái nhóm ngành khác trên sàn. Mà trong khi trong năm 2022 thì nhóm bất động sản là một trong những cái nhóm mà gọi như là te tua đi, đấy, là giảm rất là mạnh. Và nhưng mà trong tuần vừa rồi thì cái nhóm bất động sản đã được những cái tín hiệu tích cực về, chúng ta nhận thấy về cái mức là thanh khoản nó tăng lên. Nhà đầu tư ngoại vẫn tiếp tục là mua ròng nhóm cổ phiếu bất động sản. Đặc biệt là có thông tin về cổ phiếu Vinhome như tôi chia sẻ lúc đó. Và thì đây theo quan điểm của tôi thì có thể là có một cái sự phục hồi sau khi đã có một cái sự sụt giảm trước đó. Dạ vâng ạ, và tuy nhiên thì nhà đầu tư cũng không nên là mua đuổi đúng không ạ? Đúng rồi, tất nhiên là nhà đầu tư cũng không mua đuổi, và đấy là tránh những cổ phiếu mà về cái vấn đề về trái phiếu chưa được giải quyết và thậm chí là còn cái tỷ lệ và nợ quá nhiều, thì những cái cổ phiếu đó nó sẽ gặp với cái rủi ro. Và đặc biệt là những cổ phiếu nào mà vẫn đang còn đi cầm cố cổ phiếu, biết là đi cầm cố, những cái doanh nghiệp nào mà bất động sản vẫn đi cầm cố cổ phiếu thì chúng ta cũng nên là tránh xa, bởi vì nó sẽ có những cái rủi ro khá lớn. Còn thì phần lớn những cái doanh nghiệp mà sạch sẽ thì tôi nghĩ là cái giai đoạn này cũng là một cái giai đoạn khá là kỳ vọng đối với nhóm cổ phiếu bất động sản, sau khi mà quá trình giảm trước đó khá là sâu và những cái thông tin vĩ mô đang bắt đầu rục rịch có sự tác động tốt tới nhóm cổ phiếu bất động sản thì sẽ có một cái dòng tiền đánh ngắn hạn trong cái nhóm cổ phiếu bất động sản trong giai đoạn hiện nay. Dạ vâng ạ, cảm ơn chia sẻ của anh ạ. Có một câu hỏi tôi muốn hỏi thêm, đó là ngay ở thời điểm hiện tại thì chỉ số VN Index này đã giảm 3,7 điểm, lùi về mức là 1043,09 điểm, chỉ số VN30 giảm 3,34 điểm về mức là 1048,25 điểm. HNX cũng giảm nhẹ 0,04 điểm rồi ạ. Thì không biết là vì sao lại có diễn biến quay đầu của chỉ số VN Index cũng như là HNX Index ạ? Phải chăng là nhà đầu tư đang có xu hướng là chốt lời ngay sau cái tuần tăng vừa rồi của chỉ số VN Index ạ? Xin mời anh Phục ạ. Vâng, thực sự là cái tâm lý của nhà đầu tư hiện nay thì như tôi cũng có chia sẻ, đó là thực sự là cũng có cái sự tích cực một chút thôi, chứ nó cũng không phải là việc quá tích cực. Thế do đó là có thể xảy ra cái việc đảo chiều khi mà một vài cổ phiếu lớn mà bị bán mạnh chẳng hạn. Như chúng ta nhìn thấy ở đây đó là cổ phiếu Masan và cổ phiếu Vietjet.
thì đang bị bán giảm khoảng hơn 2%. Thì tác động của những cổ phiếu này là khá là lớn. Thì do đó nó có thể làm chỉ số giảm vài điểm là một chuyện cũng hết sức bình thường. Thì đây là thể hiện phần nào là cái tâm lý của nhà đầu tư họ chưa hoàn toàn gọi là đồng thuận. Thế do đó là cứ tăng giảm nó có thể đan xen trong cái biên độ tương đối hẹp. Dạ vâng ạ, cảm ơn chia sẻ của anh Phục ạ. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục quay trở lại với những diễn biến tiếp theo của thị trường trong phần sau của chương trình. Ngay bây giờ là chủ đề chính của ngày hôm nay về cổ phiếu ngành xây dựng qua cơn bĩ cực. Có thể nói trong chính ngành xây dựng đang có những gam màu đối lập nhau. Nếu như các doanh nghiệp xây dựng dân dụng đang có một bức tranh ảm đạm, đối mặt với không ít khó khăn, thì doanh nghiệp xây dựng hạ tầng lại đang nhận được rất nhiều kỳ vọng tươi sáng hơn của nhà đầu tư trước câu chuyện đầu tư công. Và trong bối cảnh đó thì cổ phiếu ngành xây dựng cũng đã có sự phân hóa tương đối rõ nét. Mời quý vị khán giả cùng theo dõi ghi nhận ngay sau đây. Thời gian qua, việc lãi suất tăng cao, khối lượng công việc ký mới giảm, chi phí gia tăng và rủi ro phát sinh công nợ khó đòi khi thị trường bất động sản ngủ đông là những khó khăn hiện hữu của doanh nghiệp ngành xây dựng. Như doanh nghiệp này đối diện với tình trạng nợ chồng nợ. Vốn thì có mức độ, trong khi đó nợ đọng thì lớn, gấp đôi vốn chủ sở hữu. Thì như vậy là cái vay mượn ngân hàng thì cái tỷ lệ lãi suất trong những năm qua cũng rất là cao, 8-10%, dẫn đến là cái tình trạng mà nợ chồng nợ rất là khó khăn. Nợ đọng này không giải quyết được thì 5-7 năm nữa là doanh nghiệp xây dựng, nhất là các doanh nghiệp vừa nhỏ sẽ không còn tồn tại. Vì vậy cho nên đây nó là một cái tiếng gọi là tiếng kêu cứu của ngành xây dựng. Trong bức tranh có phần ảm đạm đó của ngành xây dựng thì các doanh nghiệp xây dựng hạ tầng đường cao tốc, đường quốc lộ, sân bay, cầu, hầm trở thành điểm sáng khi tiếp tục hưởng lợi từ đầu tư công. Giai đoạn 2023-2024 dự báo sẽ là cao điểm giải ngân đầu tư công, mang đến nguồn việc và doanh thu lớn cho các doanh nghiệp này. Các doanh nghiệp liên quan đến xây dựng, liên quan đến đầu tư công, các dự án đầu tư công thì lại thời gian vừa qua cái giá trị các dự án đầu tư công cũng như là vấn đề giải ngân đầu tư công hiện rất khả quan. Do đó là tình hình tài chính cũng như là các cái dự án tiềm năng trong vòng 3-5 năm tới của họ là rất rõ ràng. Cùng với đó, giá cổ phiếu của ngành xây dựng từng bước bứt phá, nhiều phiên liên tiếp bao phủ sắc xanh. Sự khởi sắc đó mang đến niềm vui cho không ít nhà đầu tư, trong đó có chị Hồng Nhung. Hạng mục đầu tư công đang được chú trọng rất là nhiều và tôi cũng có tham gia một chút đầu tư vào hạng mục đó và cũng rất may mắn là cũng có một chút khởi sắc hơn. Nhìn chung thì với nhóm xây dựng thì xây dựng như xây dựng đầu tư công chẳng hạn thì có những câu chuyện rất hấp dẫn cho 2023 và bởi lý do đó cho nên cũng có rất nhiều cổ phiếu cũng đã tăng, thậm chí tăng gấp rưỡi gấp đôi kể từ vùng đáy của 2022. Xét về chung và dài hạn thì vẫn là những bức tranh khả quan, tương đối khả quan, mà thậm chí là cái mức giá hiện tại của những cổ phiếu này đều vẫn đang là hấp dẫn. Không còn màu hồng tươi sáng như nhiều năm trước, năm 2023 đòi hỏi các doanh nghiệp ngành xây dựng phải nỗ lực và quyết tâm nhiều hơn mới có thể vượt qua thách thức. Để từ đó, dòng tiền trên thị trường chứng khoán tiếp tục lựa chọn cổ phiếu của ngành là đích đến, mang theo hy vọng về một tương lai tươi sáng hơn. Vâng, chúng ta vừa theo dõi một cái phóng sự chung về ngành xây dựng đúng không ạ? Trong ngành xây dựng thì chúng ta có chia ra làm 3 nhóm, đó là xây dựng hạ tầng, xây dựng dân dụng và xây dựng công nghiệp. Trước tiên bàn về xây dựng dân dụng thì có thể nói là hiện tại ngành xây dựng dân dụng đang có không ít khó khăn thách thức, mà hai chữ có lẽ nhiều doanh nghiệp ám ảnh nhất trong thời gian qua cũng như giai đoạn này đó chính là việc cạn tiền. Không biết là anh Kháng ạ, anh có góc nhìn như thế nào về vấn đề này của các doanh nghiệp trong ngành xây dựng dân dụng ạ? Thì đó là cái tình trạng chung của các cổ phiếu của các doanh nghiệp ngành xây dựng, mà không chỉ là các doanh nghiệp xây dựng đâu mà còn cả doanh nghiệp bất động sản nữa, bởi vì hai cái nhóm ngành này nó có quan hệ khá là mật thiết với nhau. Khi mà nhiều cái dự án, bởi chúng ta nhận thấy là cái bất động sản thương mại là cái đầu ra của nhóm cổ phiếu của nhóm ngành xây dựng, thì khi đó thì nhiều cái bất động sản nó gặp khó khăn trong dòng tiền thì nhiều cái dự án xây dựng nó sẽ bị đình chỉ lại, cho nên là cái doanh thu của nhóm cổ phiếu ngành xây dựng là nó sẽ bị ảnh hưởng rất là lớn. Thì cộng với đó là cái
tín dụng bị thắt chặt đối với cái việc là phát hành trái phiếu, cũng có nhiều cái doanh nghiệp mà xây dựng phát hành thì nó ẩn đến là cái dòng tiền của cổ phiếu doanh nghiệp của các cổ phiếu xây dựng là nó bị ảnh hưởng, và trong khi đó thì họ vẫn phải tiếp tục là trả công, rồi trả công cho trả công cho nhân viên, rồi còn phải là mà trả đầu vào nguyên vật liệu và tiếp tục tiến hành. Nhưng mà vì nó ảnh hưởng đến thế cho nên là nhiều doanh nghiệp nó rơi vào trạng thái là đúng là kẹt tiền, và thậm chí là nhiều doanh nghiệp là bị dừng dự án lại hoặc là cầm chừng để mà trải qua khi nào mà dòng tiền được khơi thông trở lại thì họ mới tiếp tục quay trở lại hoạt động hơn. Thì đó là cái tình trạng chung trong quý 3, từ quý 1, quý 2 và quý 3 của thậm chí là kéo dài đến quý 4 của năm 2022 của các doanh nghiệp xây dựng. Vâng ạ. Vậy thì theo anh cảm ơn chia sẻ của anh Kháng ạ. Vậy thì theo anh Phục thì không biết là những cái tình trạng cái tiền của các doanh nghiệp xây dựng, đặc biệt là trong lĩnh vực dân dụng, là còn kéo dài trong năm 2023 này hay không ạ? Vâng, về vấn đề là để mà các cái doanh nghiệp xây dựng được cho vay ấy thì là ngân hàng họ cần phải xem xét rất là nhiều yếu tố. Đầu tiên là họ xem xét rằng cái sức khỏe tài chính của bản thân cái doanh nghiệp xây dựng thì có tốt hay không. Tức là người ta có thể nhìn qua cái chỉ số nợ vay của ông có cao không. Nếu cao quá rồi thì ngân hàng sẽ rất khó có thể giải ngân cho vay họ. Rồi họ cũng xem xét về các cái tình trạng khách hàng của chính cái các công ty xây dựng ý có cái tình hình tài chính như thế nào. Ví dụ các cái khách hàng là các cái công ty bất động sản mà đang gặp rất nhiều khó khăn chẳng hạn, thì từ đó đấy khả năng thu hồi vốn sẽ khó. Các cái ngân hàng họ cũng sẽ hạn chế hơn trong cái việc cho vay như vậy. Và hiện nay khi tôi nghiên cứu về danh mục các cái công ty xây dựng dân dụng ý, thì có thể thấy rằng là cái tỷ lệ nợ vay của họ hiện nay là tương đối cao và có phần đáng báo động là thứ nhất. Thứ hai là cái vấn đề là khoản phải thu của họ hiện nay đang rất lớn. Có nhiều doanh nghiệp thậm chí khoản phải thu chiếm tới một nửa đến 2/3 tổng tài sản của các cái công ty xây dựng. Thế do đó là các cái nhà phát triển bất động sản mà họ chỉ cần khó khăn, chỉ cần 5-10% số khách hàng đó mà chậm trả hoặc không trả nợ được cho các cái công ty xây dựng ấy, thì có thể dẫn đến cái việc lợi nhuận các công ty xây dựng về không, thậm chí âm. Thế do đó đấy là những cái rủi ro rất là lớn khiến cho các cái công ty xây dựng rất khó có thể huy động vốn vào cái thời điểm này. Dạ vâng ạ, đó là khó khăn ở trên thị trường bất động sản đúng không ạ? Nó tác động đến các doanh nghiệp xây dựng dân dụng. Vậy thì việc mà chi phí nguyên vật liệu tăng cao thì sao ạ? Liệu nó có tác động đến biên lợi nhuận của nhóm các doanh nghiệp xây dựng dân dụng hay không ạ? Xin mời anh Kháng ạ. Ngành xây dựng thì bất động sản thương mại giờ chúng ta có là đầu ra, thì đầu vào của nhóm ngành xây dựng chính là nguyên vật liệu. Thì trong năm qua thì chúng ta nhận thấy là nguyên vật liệu tăng rất là mạnh. Đấy, thép, xi măng trong đợt vừa rồi trong năm 2022 là tăng rất là ấn tượng. Thì nó ảnh hưởng rất là lớn đến cái lợi nhuận của cái nhóm ngành xây dựng. Thậm chí là nhiều cái doanh nghiệp là nhiều cái chủ thầu là nhận thầu rồi nhưng mà giá nguyên vật liệu nó tăng cao quá, thậm chí là lớn là lỗ. Cho nên là phải cầm chừng lại. Thì cái điều đó là nó phải nói là ảnh hưởng rất là lớn. Một trong ba cái nguyên nhân ảnh hưởng lớn đến ngành xây dựng đó là thứ nhất là nguyên vật liệu đầu vào, nguyên đầu ra là nhóm bất động sản thương mại hay là cái việc là lãi suất. Thì trong đó là nguyên vật liệu đầu vào thì là ảnh hưởng rất lớn. Nhưng mà có một cái tín hiệu tích cực hơn thì đó là từ quý 3 thì các cái nguyên vật liệu đó bắt đầu có một cái sự là tạo đỉnh và bắt đầu có một sự giảm trừng xuống. Thì cụ thể như là thép cũng đã bắt đầu là sau khi lập đỉnh rồi thì đã có giảm xuống khá mạnh trong thời gian vừa rồi và đang có xuống là đi lại, thì đó là cũng một thông tin tích cực để giúp cho nhóm ngành xây dựng là hạ cái chi phí đầu vào và nguyên vật liệu. Vâng ạ, cảm ơn chia sẻ của anh Kháng ạ. Thưa các vị chuyên gia cũng như là các khán giả của chương trình, có ý kiến thì cho rằng là vướng mắc chính của ngành xây dựng là vấn đề nợ động. Doanh nghiệp xây dựng quy mô vốn dưới 100 tỷ đồng chiếm tới 90%. Các doanh nghiệp được coi là lớn trong ngành thì quy mô vốn cũng chỉ có từ 500 đến 1.000 tỷ đồng và chưa có tới 10 doanh nghiệp vốn trên 1.000 tỷ đồng. Trong khi đó thì tất cả các doanh nghiệp gồm các tổng công ty, tập đoàn xây dựng hầu hết đều có nợ động từ vài trăm đến vài nghìn tỷ, trong khi vốn eo hẹp phải vay ngân hàng để trang trải thi công với lãi suất thông thường vào khoảng từ 9 đến 10% một năm. Do đó các doanh nghiệp xây dựng, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ, đang đứng trước nguy cơ phá sản nếu không thu hồi được nợ. Mới là anh Phục, anh có bình luận như thế nào về vấn đề này ạ? Vâng, rõ ràng rằng là các cái công ty xây dựng hiện nay, xây dựng dân dụng ấy, thì ảnh gặp rất nhiều khó khăn như Phương Anh có chia sẻ. Thì về cái vấn đề này thì chúng tôi cũng đánh giá nó là nghiêm trọng nhất là cái vấn đề liên quan đến phải thu của các cái đơn vị, các cái khách hàng là các công ty bất động sản. Và chúng ta đã thấy rồi, các công ty bất động sản hiện nay thì vô cùng khó khăn trong cái việc bán sản phẩm đầu ra, đúng không ạ?
rồi là các công ty bất động sản cũng rất khó khăn về việc lãi suất của họ rất cao, họ cũng không huy động được vốn. Thế do đó là họ đành phải đè cái ông xây dựng đó, chịu ông xây dựng. Thế do đó là ông xây dựng thì về cơ bản làm việc biên lợi nhuận của ngành xây dựng đã rất mỏng rồi, giờ lại bị chịu rất nhiều. Thế thành ra là lại bị đội cái chi phí tài chính lên rất cao. Rồi thực tế thì tôi quan sát qua các cái giai đoạn, qua các cái chu kỳ, thì mỗi khi cái thị trường bất động sản khó khăn này ấy, thì cái tỷ lệ doanh nghiệp bất động xây dựng dân dụng bị phá sản là rất nhiều, thực sự là rất nhiều. Thế do đó là cái giai đoạn này thì tôi cho rằng là nó cũng không khác so với các cái giai đoạn trước. Thì những cái doanh nghiệp xây dựng nào mà vốn quá mỏng và bị nợ động nhiều, đặc biệt là bị nợ động bởi các doanh nghiệp bất động sản khó khăn chẳng hạn, thì khả năng cao sẽ phá sản ở trong cái giai đoạn 2023-2024 này. Và tuy vậy thì nếu chúng ta nhìn xa hơn, có thể thấy rằng có một loạt các doanh nghiệp rời cuộc chơi, thì ngược lại những cái doanh nghiệp ở lại và có cái tài chính mạnh, không có nợ vay, uy tín tốt và thầu được những cái dự án lớn, thì những cái doanh nghiệp ấy sẽ vươn lên và bứt phá một cách rất là mạnh mẽ bởi việc chiếm được các cái thị phần của những cái đối thủ bỏ lại đó. Và khi mà thị trường bất động sản mà có thể ấm lên tích cực hơn từ cuối 2023-2024 thì cái cơ hội có thể đến với cái ngành bất động sản, ngành xây dựng dân dụng này lớn hơn, nhiều hơn. Dạ vâng ạ, cảm ơn chia sẻ của anh Phúc ạ. Có một điểm đáng chú ý đó là có tới 90% là các doanh nghiệp xây dựng đúng không ạ, có quy mô vốn dưới 100 tỷ đồng. Các doanh nghiệp được coi là lớn thì cũng có quy mô vốn chỉ là từ 500 đến 1.000 tỷ đồng. Vì sao lại có sự chênh lệch như vậy về quy mô vốn ạ? Và nếu như mà khi mà các doanh nghiệp xây dựng đúng không ạ, xây dựng nhận các dự án xây dựng cho các chủ đầu tư chẳng hạn ạ, thì họ có xét đến quy mô vốn của các doanh nghiệp xây dựng hay không ạ? Theo tôi nghĩ là họ phải xét đến chứ, nhưng mà nhiều lúc là chủ họ nhận rồi nhưng mà họ lại phân bổ, lại bán cái phần đó cho các cái đơn vị khác nhỏ hơn. Đấy, thì khi mà tình trạng chung về vị mô gặp khó khăn thì những đơn vị nhỏ là thực sự là không huy động được tiền để mà tiếp tục là công việc. Cho nên là cái số liệu trong năm 2022 vừa rồi khi mà lãi suất tăng cao thì như Phương Anh nói là 90% là những cái doanh nghiệp vốn hóa nhỏ bé. Thì theo thống kê của Tổng cục Thống kê thì trong năm 2022 thì cái số doanh nghiệp mà về xây dựng phá sản là gần 40%, là 38,75%. Vì là họ không có nguồn tiền để mà duy trì cho cái việc hoạt động kinh doanh khi mà nhận các công trình nhỏ. Dạ vâng ạ, cảm ơn chia sẻ của anh Kháng ạ. Vâng ạ, khó khăn thì đã bủa vây ngành xây dựng trong suốt thời gian qua và điều này cũng đã được thể hiện rất rõ qua lợi nhuận mà các doanh nghiệp báo cáo. Mời quý khán giả cũng như các vị khách mời cùng theo dõi bảng lợi nhuận của các doanh nghiệp xây dựng ngay sau đây ạ. Doanh nghiệp xây dựng Hòa Bình HBC. Vâng ạ, doanh nghiệp xây dựng Hòa Bình HBC ghi nhận lợi nhuận của năm 2022 là âm 1.141 tỷ đồng so với lợi nhuận dương 97 tỷ đồng của năm 2021 thì đã giảm đến 1.276%. Các doanh nghiệp như là Công ty Xây dựng và Phát triển Đô thị tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu UDC, Công ty Tập đoàn Xây dựng SCG, mã chứng khoán là SCG cũng đã sụt giảm lợi nhuận lên đến 86% và 85%. Các doanh nghiệp như Công ty Cổ phần Xây dựng Cotecon và Công ty Xây dựng số 9 thì cũng ghi nhận là lợi nhuận đúng không ạ, có phần trái chiều, tức là Cotecon thì giảm 13%, tuy nhiên thì Xây dựng số 9 VC9 thì tăng nhẹ 12%. Và đáng chú ý thì có Tổng Công ty Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam VCG có lợi nhuận của năm 2022 lên đến là 1.049 tỷ đồng, so với năm 2021 thì đã tăng đến 102%. Vâng ạ, anh Phục, anh có đánh giá như thế nào về bảng lợi nhuận của các doanh nghiệp trong ngành xây dựng này ạ? Vâng, về cơ bản bức tranh chung của các doanh nghiệp xây dựng trong năm 2022 là kết quả về cơ bản là tương đối tệ, và trong 2023 có thể tiếp diễn là cũng tiếp tục tệ, thậm chí là nhiều doanh nghiệp xây dựng đối mặt với thua lỗ. Ở trên đây chúng ta có thể nhìn thấy, ví dụ như có Vinaconex chẳng hạn, thì có kết quả kinh doanh tăng rất mạnh, nhưng mà nó không phải là đến từ ngành xây dựng, mà vấn đề ở chỗ Vinaconex là một cái doanh nghiệp gọi là như tên của nó, đó là Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng, tức là nó có cả phần xuất nhập khẩu và đặc biệt nó còn có cả các cái dự án bất động sản nữa. Vâng. Đó, thế sau đó là nếu bóc tách lợi nhuận của Vinaconex năm 2022 ấy, thì lợi nhuận từ mảng xây dựng nó cũng rất mỏng, chứ không phải có cái sự tăng trưởng ấn tượng như thế này đâu, đúng không? Thì nhìn một cái bức tranh chung thì tôi hoàn toàn đồng ý với chương trình, đó là tổng hợp được, đó là ngành xây dựng rất khó khăn và có kết quả kinh doanh nhìn chung là suy giảm rất mạnh
trong cái năm 2022 và nó đã phản ánh cái sự khó khăn như chúng ta thấy đối với ngành xây dựng, đó là chi phí nguyên vật liệu đầu vào tăng cao này, chi phí lãi vay cũng có dấu hiệu tăng cao này, trong khi cái thị trường bất động sản từ giữa năm 2022 nó đã khó khăn, từ đó công việc nó rất là thấp, đúng không ạ? Giá đấu thầu thì lại cạnh tranh nhau nhiều, thành ra giá rất là cũng rất là thấp, khiến cho biên lợi nhuận của các doanh nghiệp này rất mỏng và kết quả kinh doanh suy giảm là một cái điều tất yếu. Dạ vâng ạ, cảm ơn chia sẻ của anh Phúc ạ. Thế còn anh Kháng ạ, anh có nhìn nhận như thế nào về lợi nhuận của các doanh nghiệp ngành xây dựng trong năm 2022 vừa qua? Thì đúng như anh Phúc có chia sẻ rồi, thì nó là khó khăn chung khi mà giá nguyên vật liệu đều tăng cao. Đấy, rồi lãi suất đã tăng và ảnh hưởng đến rất là biên lợi nhuận và cái đầu ra bất động sản ấy, thì nói như là năm vừa rồi thì hầu như là rất là ít cái dự án hoặc là những cái công trình xây dựng mà đã hoàn thành. Với cái tỷ lệ nhà ở hai thành phố lớn và thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội đều có một sự sụt giảm mạnh. Điều đó nó ảnh hưởng rất là lớn bởi vì cả ba cái tiêu tố cái yếu tố là về là nguyên liệu đầu vào đều tăng này, rồi bất động sản đầu ra này đều bị ảnh hưởng này, rồi các lãi suất nữa. Thì đó là những cái nguyên nhân chính mà đã tác động khiến cho nhóm ngành xây dựng là trong năm vừa rồi thì nói là sụt giảm rất là thậm tệ so với cùng kỳ năm trước. Dạ vâng ạ, cảm ơn chia sẻ của anh Kháng ạ. Có thể nói là nhìn vào bức tranh này, nhìn vào cái bảng lợi nhuận này thì chúng ta thấy là năm 2022 là một năm tương đối sóng gió của các doanh nghiệp trong ngành xây dựng, đúng không ạ? Có ý kiến cho rằng là khó khăn trong thu hồi công nợ sẽ ảnh hưởng lớn đến vị thế tài chính cũng như là thanh khoản của các doanh nghiệp xây dựng khi phần lớn các nhà thầu phải sử dụng nợ vay để tài trợ cho hoạt động thi công. Áp lực sẽ đặc biệt nghiêm trọng đối với các nhà thầu có tỷ trọng phải thu có cơ cấu tài sản lớn, đặc biệt là khi các khoản phải thu nằm nhiều tại các chủ đầu tư nhỏ hoặc đang gặp rủi ro về sai phạm liên quan đến phát hành trái phiếu sai quy định và sử dụng đòn bẩy tài chính cao. Ý kiến của các anh về vấn đề này là như thế nào ạ? Xin mời anh Kháng ạ. Thì cái điều đó nó cũng quá đã thể hiện rất là rõ ràng như Phương Anh vừa chia sẻ rồi. Thì có lẽ tôi cũng không phải có thêm ý kiến gì nữa vì nó quá rõ ràng như thế rồi. Vâng. Thế còn ngoài những cái khó khăn đó ra thì không biết là doanh nghiệp xây dựng, đặc biệt là liên quan đến dân dụng, thì còn những cái khó khăn nào hay không ạ? Đặc biệt là trong năm 2023 này ạ. 23 thì tôi nhận thấy khó khăn vẫn là cái sản phẩm đầu ra, đó là về bất động sản. Khi mà cái bất động sản thương mại dân cư chưa có cái sự thể hiện tốt lắm, nhưng mà cũng đã có những cái tín hiệu tích cực khi mà cái gói cứu trợ 1.200 tỷ như anh Phục chia sẻ lúc đầu á, và cái dự án là 1 triệu căn hộ cho nhà rẻ, cho giới những người thu nhập bình thấp, thì đó là những cái tín hiệu mà có thể là tích cực đối với cho nhóm ngành, có tích cực hơn, cải thiện tích cực hơn cho nhóm ngành cổ phiếu các doanh nghiệp và xây dựng. Dạ vâng ạ, cảm ơn chia sẻ của anh Kháng ạ. Và liệu thì qua cơn bị cực có đến hồi Thái Lai hay không? Câu trả lời có thể đến từ chính kỳ vọng vào kế hoạch doanh thu trong năm 2023 này của các doanh nghiệp. Cụ thể như sau ạ. Đây là kế hoạch doanh thu của HPC, VCG, HUT, C32 và HUB ạ. Có thể nói là chỉ có Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình HPC là có kế hoạch doanh thu của năm 2022 ạ. Xin lỗi, đây là năm 2023 ạ, là giảm 11%, còn các doanh nghiệp khác VCG, HUT, C32, HUB đều ghi nhận, tức là dự kiến là doanh thu sẽ tăng trong năm 2023 này. Đáng chú ý thì có VCG tiếp tục ghi nhận mức tăng là 89% và HUT thậm chí còn dự kiến là doanh thu trong năm 2022 này tăng đến gần 2.000%. Không biết là anh Phục ạ, anh có đánh giá như thế nào về doanh thu, dự kiến doanh thu của các doanh nghiệp ạ? Vâng, điều này thì có thể thấy là nhìn rất là dễ hiểu, nhìn qua thì có thể thấy có nhiều điều bất ngờ đúng không? Nhưng mà khi phân tích kỹ từng doanh nghiệp có thể thấy rất dễ hiểu về kế hoạch kinh doanh này. Đầu tiên là đó là Tập đoàn Hòa Bình thì chuyên về xây dựng dân dụng là chính. Thì rõ ràng là cái kế hoạch kinh doanh của họ giảm doanh thu năm nay là hợp lý với cái việc thị trường bất động sản đang đóng băng khó khăn. Đúng không? Thế thành ra là họ đặt kế hoạch thế rất hợp lý. Ngoài ra thì Hòa Bình cũng có những cái khó khăn ở nội tại của doanh nghiệp đó. Tức là cũng có cái sự gọi là va chạm giữa các cái cổ đông lớn, các cái nhóm lợi ích ở trong đó, thì khiến cho cái kế hoạch kinh doanh của họ suy giảm là một điều hết sức bình thường. Thứ hai là về cái Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam Vinaconex, thì công ty này là cái công ty nhận được nhiều cái gói thầu đầu tư công nhất ở Việt Nam trong cái giai đoạn 2023-2025-2026. Thì do đó cái doanh thu của họ dự kiến sẽ tăng trưởng rất mạnh
chủ yếu đến từ các cái dự án đầu tư công là các cái đoạn đường là chính. Thế do đó là cái việc họ đặt cái doanh thu tăng trưởng đến gần 100% là rất dễ hiểu. Còn tiếp theo về công ty hút chẳng hạn Tasco, thì đây là một cái tập đoàn họ mới đổi chủ và rõ ràng cái việc doanh thu họ tăng lên đến hàng nghìn phần trăm kế hoạch như thế là do họ hợp nhất các cái đơn vị trong cái tập đoàn này để từ đó có được cái doanh thu cao, chứ nó cũng không liên quan gì đến cái vấn đề là xây dựng có phát triển hay không. Vâng. Đó, thì đấy là những cái chia sẻ của tôi về cái việc là các cái doanh nghiệp đặt cái kế hoạch kinh doanh như thế. Vâng ạ, chúng ta nói rất nhiều đến đầu tư công đúng không ạ? Vậy thì đầu tư công sẽ tác động như thế nào? Và theo anh Kháng ạ, thì đầu tư công sẽ tác động thực chất như thế nào đến sự phát triển của các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp xây dựng hạ tầng ạ? Xin mời anh Kháng ạ. Về doanh nghiệp xây dựng thì có thể là chia làm 3 mảng như Phước Anh chia sẻ lúc đầu. Và trong cái đó thì cái mảng mà được hưởng lợi nhất chính là cái mảng là các cái doanh nghiệp xây dựng cơ sở hạ tầng, đặc biệt đường xá, giao thông, cầu cống. Thì với cái việc là đẩy mạnh đầu tư công thì cái nhóm ngành này sẽ được hưởng lợi nhiều nhất. Sau đó thì có thể là cái nhóm cổ phiếu nguyên vật liệu trong cái việc là xây dựng đường xá thì cũng sẽ được hưởng lợi tiếp theo. Thì theo quan điểm của tôi thì cái này là từ đầu năm rồi, khi mà cái năm 2022 vừa rồi, cuối năm 2022 thì cái tốc độ tăng trưởng của Việt Nam khá là tốt. Nhưng mà bước sang năm 2023 thì cái việc mà tốc độ tăng trưởng của Việt Nam có thể duy trì như năm 2022 là khá khó khăn. Trong khi đó các cái xuất nhập khẩu hay là FDI là có cái sự bắt đầu sụt giảm từ quý 4, thì dẫn đến là trong năm 2023 thì để đẩy mạnh cái tốc độ tăng trưởng lên 6,5 thì chính phủ đã đưa ra cái việc là đẩy mạnh đầu tư công, đó là sử dụng, ưu tiên sử dụng chính sách tài khoá nhiều hơn. Thì khi mà đầu tư công được mở rộng hơn thì tất nhiên những cái doanh nghiệp xây dựng thì là doanh nghiệp xây dựng về cơ sở hạ tầng là được hưởng lợi nhiều nhất. Dạ vâng ạ, cảm ơn chia sẻ rất là chi tiết của anh Kháng ạ. Vâng ạ, Thủ tướng Phạm Minh Chính mới đây thì cũng đã ký ban hành chỉ thị số 08 về các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm đẩy mạnh phân bổ giải ngân vốn đầu tư công, 3 chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023, thực hiện chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Phấn đấu là tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước năm 2023 trên 95% kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao. Anh đánh giá như thế nào về sự quyết tâm, sự quyết liệt trong các chính sách điều hành của các cơ quan quản lý ạ? Thực sự có thể nói là sau 3 năm cái đầu tư công không đáp ứng được cái yêu cầu do giải ngân rất là thấp, thì đến năm 2023 này đã có những cái sự chuyển biến rất tích cực từ việc tư duy đến hành động, từ trên cao xuống dưới. Thì ngay trong những ngày đầu năm Tết âm lịch năm 2023 thì chúng tôi cũng đã thấy được rằng là các cái thành viên chính phủ cũng đã liên tục đi thúc đẩy động viên về cái việc là thúc đẩy mạnh cái việc giải ngân đầu tư công. Bên cạnh đó thì các cái đơn vị cũng đã đưa ra những cái cam kết về việc giải ngân đầu tư công rất mạnh mẽ. Ví dụ như là thành phố Hà Nội thì cam kết là giải ngân đầu tư công phấn đấu đạt trên 95%. Hay là Bộ Giao thông Vận tải chẳng hạn thì cũng đưa ra những cái cam kết về việc là sẽ giải ngân đầu tư công với tỷ lệ cao. Thì với những cái động lực như vậy thì cộng thêm cái kết quả 2 tháng đầu năm thì tuy chưa thực sự giải ngân đầu tư công quá lớn nhưng mà cũng có cái sự tăng trưởng khá tốt. Thì chúng tôi cũng kỳ vọng rằng cái đầu tư công năm 2023 sẽ là một cái động lực lớn, động lực chính cho cái sự phát triển không những là lĩnh vực xây dựng bất động sản mà còn là phát triển của cả nền kinh tế chúng ta nói chung. Nhưng mà trước mắt thì rõ ràng những cái doanh nghiệp liên quan đến xây dựng hạ tầng cho đầu tư công sẽ là những cái doanh nghiệp được hưởng lợi lớn nhất. Và rõ ràng là như cái thống kê vừa rồi chúng ta có thể thấy các cái doanh nghiệp này cũng đã có cái sự biểu hiện tốt nhất về giá cổ phiếu từ đầu năm đến nay so với các cái ngành khác. Dạ vâng ạ, đúng như anh Phục vừa chia sẻ đúng không ạ? Theo kế hoạch phân bổ thì năm 2023 dự án cao tốc Bắc Nam giai đoạn 2 được giao là 45.266 tỷ đồng, chiếm 48% tổng kế hoạch vốn được giao của Bộ Giao thông Vận tải. Đến nay thì toàn bộ 25 gói thầu thuộc 12 dự án thành phần cao tốc Bắc Nam giai đoạn 2021-2025 đều đã tổ chức thi công. Hàng loạt các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm khác như sân bay Long Thành, cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu, cao tốc Khánh Hòa Buôn Ma Thuột, đường vành đai 3 của Thành phố Hồ Chí Minh và vành đai 4 Hà Nội
Nội cũng đã được khởi công trong nửa đầu năm 2023 này. Trong khi đó thì 11 dự án thành phần cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 1 vẫn đang được đẩy mạnh thi công và hoàn thành lần lượt trong giai đoạn từ 2022 đến 2024, và chính những yếu tố này cũng đã là những cái yếu tố mà giúp cho cổ phiếu của ngành xây dựng, đúng không ạ? Như anh Phục có vừa chia sẻ là đã được hưởng lợi và ghi nhận một cái đà tăng tương đối tốt từ đầu năm đến nay. Vậy thì theo anh Kháng ạ, phải chăng là những điều này đã phản ánh hết vào giá cổ phiếu rồi ạ? Chính xác là có phản ánh rồi. Vâng. Còn hết hay không thì thôi, quan điểm của tôi là vẫn đang còn. Vâng. Vẫn đang còn cái dư địa để tiếp tục tăng, bởi vì là cái trọng điểm của đầu tư công. Vâng. Thì trong theo kế hoạch từ 2021 đến 2025 thì cái trọng tâm là giải ngân đầu tư công á, là trọng tâm là trong năm 2023 và 2024. Thì rất là nhiều dự án bắt đầu được triển khai từ năm 2023 này, và thậm chí là nửa năm tiếp tục triển khai. Và cái đầu án, cái dự án, các cái dự án thì luôn luôn được thúc đẩy bởi các chính phủ mà phải cố gắng hoàn thành. Thứ hai nữa là chúng ta muốn thu hút FDI thì cơ sở hạ tầng chúng ta phải tốt. Mà trước năm đó thì cũng cái việc giải ngân này nó còn có nhiều cái vấn đề bất cập. Nhưng mà trong năm nay để đẩy mạnh cái việc tăng trưởng lên thì và tạo cơ sở vật chất để mà chúng ta thu hút các cái nguồn vốn FDI bên ngoài thì chúng ta phải đẩy mạnh vào. Thì giúp cho các cái nhóm ngành, giúp cho cái việc mà nguồn vốn, nguồn các cái doanh nghiệp xây dựng hạ tầng sẽ được hưởng lợi. Và theo tôi thì là trọng tâm trong năm 2025, 2023 và 2024 thì mới có một cái sự phục hồi khá tốt trong nửa đầu năm, nhưng mà cái xu hướng theo tôi là vẫn tiếp tục được hưởng lợi nữa, và cái quán tính cái xu hướng tăng giá vẫn, theo quan điểm của tôi thì vẫn đang còn kéo mới dài thêm. Tháng là giá của cổ phiếu ngành xây dựng, đặc biệt là xây dựng hạ tầng, hoàn toàn vẫn còn dư địa để tăng vẫn trưởng tiếp, đúng không? Vẫn còn dư địa để tiếp tục tăng trưởng tiếp trong năm 2023. Nhưng mà chúng ta cũng phải chú ý tí là cũng có nhiều doanh nghiệp là sẽ hưởng lợi theo cái phong trào thôi, chứ cũng không hẳn là được hưởng lợi một cách chính đáng thật. Nhưng mà bởi vì cái khi mà cái xu hướng chung thì tất cả những nhóm ngành trong thì đều có một xu hướng tăng giá cả, cho nên nhà đầu tư khi mua phân biệt thì cũng phải tìm hiểu thêm một doanh nghiệp một tí. Và thứ hai là xác cái trong đầu năm giờ thì cái nhóm ngành tăng mạnh nhất chính là cái nhóm ngành này. Vâng. Thì có nguy cơ có sự sụt giảm điều chỉnh lại thì tất nhiên là cũng khả năng xác suất cao là cũng có xảy ra. Nhưng mà theo quan điểm của tôi thì nếu mà chúng ta đầu tư dài hạn hơn thì chúng ta vẫn có thể tiếp tục nắm giữ, vì nhóm ngành này kỳ vọng và tiếp tục được hưởng lợi rất là lớn trong năm nay. Vâng ạ, và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng theo dõi diễn biến giá cổ phiếu ngành xây dựng được hưởng lợi từ đầu tư công trong thời gian qua. Vâng ạ, hiện chúng tôi cũng muốn lưu ý quý khán giả cũng như là các chuyên gia, đó là giá của các mã cổ phiếu trong phiên ngày 3 tháng 1 của năm 2023 chúng tôi lấy đó là giá tham chiếu ạ. Còn giá trong phiên ngày 24 tháng 3 năm 2023 là giá đóng cửa của phiên này, và cổ phiếu HHV đã tăng được 39,6% kể từ đầu năm đến nay. Cổ phiếu VCG tăng 16,8%, CII tăng 12,4%, KSB tăng 44,7%, C4G tăng 15,1%. Vâng ạ, anh Phục, anh có đánh giá như thế nào về diễn biến giá của các cổ phiếu ngành xây dựng được hưởng lợi từ xu hướng đầu tư công ạ? Vâng, rõ ràng đây là những cái cổ phiếu trọng tâm trong cái lĩnh vực xây dựng đầu tư công. Thì ở đây có một lưu ý một chút là KSB thì là vật liệu xây dựng. Vâng. Thì nó cũng không liên quan đến thi công nhiều lắm. Vâng. Nhưng mà nó là cái doanh nghiệp được hưởng lợi gần như đầu tiên. Bởi vì trong cái quá trình đầu tư công thì rõ ràng là cái vật liệu xây dựng sẽ được hưởng lợi trước, đúng không? Vâng. Còn lại là bốn cái doanh nghiệp xây dựng này rất tiêu biểu trong cái vấn đề đầu tư công. Thứ nhất là HHV ấy, thì có công ty mẹ là tập đoàn Đèo Cả thì nhận được tới 7 dự án đầu tư công trong cái giai đoạn vừa rồi. Thứ hai là Vinaconex thì cũng nhận được 6 cái dự án đầu tư công. Thứ ba là C4G, thì C4G thì chúng tôi thống kê, AZFIN thống kê thì cũng nhận được 4 cái gói đầu tư công. Thế do đó là đây là những doanh nghiệp được hưởng lợi rất lớn. Còn CII là một cái doanh nghiệp liên quan đến cái cơ sở hạ tầng ở thành phố Hồ Chí Minh. Thì thành phố Hồ Chí Minh trong những năm qua có thể nói rằng về cơ bản là tụt hậu so với Hà Nội chẳng hạn về cái việc là xây dựng hạ tầng. Thế do đó người ta kỳ vọng rằng trong cái tương lai gần 2023, 2024, 2025 thì thành phố Hồ Chí Minh sẽ được thúc đẩy mạnh hơn cái vấn đề đầu tư cơ sở hạ tầng. Và CII là một cái doanh nghiệp lớn trong cái lĩnh vực đó và có thể được hưởng lợi hơn cả. Thế do đó là cái diễn biến giá cổ phiếu như tích cực như thế này về cơ bản nó rất là phù hợp với cái hoạt động kinh doanh cũng như các cái dự án mà các cái doanh nghiệp này nhận được trong cái thời gian vừa qua.
Vâng ạ, cảm ơn chia sẻ của anh Phục ạ. Cũng như anh Kháng vừa chia sẻ đúng không ạ, thì nhóm cổ phiếu của ngành xây dựng, đặc biệt là hưởng lợi từ đầu tư công, hoàn toàn sẽ có thể có một cái nhịp điều chỉnh đúng không ạ? Tại vì giá đã tăng quá cao rồi. Vậy thì khi mà nhìn vào các cổ phiếu này, theo anh thì nhà đầu tư cần phải lưu ý điều gì khi mà đầu tư vào các cổ phiếu này ạ? Khi về nhóm cổ phiếu cơ sở hạ tầng thì có lẽ là cái thông tin mà những cái doanh nghiệp nào mà nhận được các cái mức thầu hoặc là tổng thầu các cái công trình thì thường thường là có một cái sức hút rất là mạnh đối với nhà đầu tư và sẽ bật tăng khá là ấn tượng trong thời gian tiếp tới. Còn chú ý đối với nhà đầu tư thì có lẽ là chúng ta không nên mua đuổi trong giai đoạn này, bởi vì cái trend thì nó cũng đã kéo dài khá tốt rồi, nhưng mà nếu mà có một cái nhịp chỉnh quay trở lại thì tôi nghĩ là cái mức nhịp chỉnh khoảng từ 10 đến 15% tại cái điểm mục đỉnh thì chúng ta có thể là sẵn sàng mua lại, bởi vì cái nhóm ngành này cái dư địa hưởng lợi từ đầu tư công là vẫn còn khá cao. Rất nhiều cái doanh nghiệp về đầu tư công xây dựng cơ sở hạ tầng thì khá nhiều việc để mà làm từ năm 2023 và thậm chí là năm 2024. Cho nên mặc dù là có thể là doanh nghiệp nó chưa tạo ra được lợi nhuận đâu, nhưng mà cứ có việc tạo công an việc làm là cứ có là nhà đầu tư thích cái đã rồi. Đấy, cứ nhận được công trình, nhận trúng thầu là thông tin tích cực tác động đến nhà đầu tư, là giúp cho cổ phiếu tăng giá ngay. Vâng ạ, cảm ơn chia sẻ của anh Kháng ạ. Vâng ạ, tuy nhiên thì đối với nhóm các doanh nghiệp xây dựng liên quan đến hạ tầng có hưởng lợi từ đầu tư công, chúng ta có lẽ là cũng cần phải lưu ý đến vấn đề là chậm giải ngân đầu tư công chứ đúng không ạ? Tại vì rõ ràng là đây là cái tình trạng mà đã từng xảy ra ở trên thị trường đúng không ạ? Đặc biệt là trong năm 2020, 2021, chúng ta thậm chí là cả trong năm 2022 chúng ta không hoàn thành kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công. Vâng ạ, thì không biết là điều này nó sẽ tác động như thế nào và tiềm ẩn nguy cơ như thế nào đối với các doanh nghiệp xây dựng hạ tầng ạ? Xin mời anh Phục ạ. Vâng, rõ ràng là vừa rồi chúng ta vừa mới trao đổi với nhau, đó là chủ yếu liên quan đến cái mặt tích cực của nó thôi. Còn cái mặt tiêu cực của nó thì sao? Thì rõ ràng cái mặt tiêu cực của nhóm đầu tư công hạ tầng này cũng không hề nhỏ đâu ạ. Bởi vì thứ nhất là liên quan đến vấn đề như Phương Anh có chia sẻ, đó là cái vấn đề tiến độ giải ngân đầu tư công của chúng ta thì những năm qua là gặp rất nhiều khó khăn. Tuy 2023 có sự quyết liệt rất là mạnh, tuy nhiên cái rủi ro này vẫn còn tiềm ẩn, chứ hoàn toàn không phải là không có. Thứ hai, cái rủi ro lớn nhất đối với các doanh nghiệp đầu tư công ấy, đối với chúng tôi, đó là cái sự biến động của cái nguyên vật liệu đầu vào của nó. Thì nếu mà đẩy mạnh giải ngân đầu tư công thì hiện nay chúng ta thống kê thấy rằng là các cái sản phẩm như là cát, đá, sỏi thì hiện nay đang bị thiếu khá trầm trọng, đặc biệt là cát. Thế thành ra giá bị đội lên rất là cao. Trong khi cái thép xây dựng thì có cái giá hạ khá tốt, nhưng mà thép xây dựng lại không phải là một cái cấu thành chính trong cái việc đầu tư công. Thế do đó là các cái doanh nghiệp đầu tư công cũng phải đối mặt với rất nhiều khó khăn từ cái nguyên vật liệu đầu vào gia tăng cao như thế. Ngoài ra thì như anh Kháng cũng vừa chia sẻ là bà con bây giờ, nhà đầu tư bây giờ thì thường chỉ nghe thấy trúng thầu là đã thấy vui, là đã đẩy giá cổ phiếu lên rồi. Nhưng người ta còn không nhìn đến cái vấn đề liệu lợi nhuận từ các dự án ấy có lớn không. Thì qua thống kê khảo sát của chúng tôi ấy, chúng tôi cũng có thể khẳng định rằng cái chu kỳ đầu tư công lần này là các doanh nghiệp là hưởng lợi thực tế là ít hơn so với các giai đoạn trước, do cái giá đấu thầu của các doanh nghiệp về cơ bản được đánh giá là tương đối thấp. Thế biên lợi nhuận của họ trong cái chu kỳ 2023-2025 ấy thì sẽ có thấp hơn khá nhiều so với cái giai đoạn 2013-2016 rất nhiều. Thế do đó là về cơ bản cái kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp đầu tư công này sẽ phân hóa rất mạnh, và đa phần nó sẽ không được đạt như cái kỳ vọng hay là cái biên lợi nhuận cao như giai đoạn trước. Thế thành ra chúng ta cũng cần phải hết sức lưu ý đến cái vấn đề này, bởi vì có nhiều doanh nghiệp đầu tư công hiện nay ấy, về cơ bản họ làm sao cố gắng đấu thầu bằng được để có công ăn việc làm cho công nhân, cho nhân viên, và có đủ lương chi trả cho cán bộ công nhân viên của họ đã là rất là vui rồi. Thế do đó chúng ta cũng cần phải hết sức chú ý đến cái mặt rủi ro của nhóm cổ phiếu đầu tư công này như vậy. Dạ vâng ạ, đó là rủi ro của nhóm cổ phiếu xây dựng hạ tầng đúng không ạ, liên quan đến đầu tư công ạ. Thế chúng ta cùng quay lại một chút đối với nhóm cổ phiếu xây dựng dân dụng ạ. Có ví dụ có một số những cái mã điển hình, ví dụ như là CTD này, HBC và PHC. Thuận lợi đúng không ạ, thì có lẽ là việc lãi suất giảm này, rồi chi phí nguyên vật liệu đầu vào có phần giảm rồi. Cũng như là khó khăn thì các anh cũng đã nêu là nợ đọng khoản phải thu lớn rồi. Vậy thì theo anh Kháng ạ, liệu còn cơ hội nào đối với nhóm cổ phiếu xây dựng dân dụng trong năm 2023 này hay không ạ?
Thì theo tôi thì đó là cái lãi suất giảm như Phương Anh vừa chia sẻ, đó là một cái cú hích tốt và giá nguyên vật liệu đầu vào đối với cái nhóm cổ phiếu ngành xây dựng dân dụng này thì cũng đã có một cái sự là sụt giảm bắt đầu từ quý 3, và hiện tại thì đã có về một cái vùng là cũng tương đối là hợp lý hơn so với cái thời kỳ trước đó. Và những cái chính sách từ vĩ mô như là về cởi trói cho doanh nghiệp bất động sản, thì khi mà doanh nghiệp bất động sản được cởi trói thì doanh nghiệp về xây dựng cũng được ăn theo rất là khá tốt trong cái phần này. Và khi mà đầu tư công mở ra các đường khác ấy, thì doanh nghiệp các bất động sản cũng được hưởng lợi, mà từ đó bất động sản hưởng lợi thì sẽ kéo theo cái việc là nhóm xây dựng cũng được hưởng lợi. Nhưng mà cái mức hưởng lợi thì theo quan điểm của tôi là nó cũng chưa thực sự là rõ nét lắm, và cái mức độ xấu thì vẫn đang còn là lớn hơn. Nhưng mà nhóm cổ phiếu xây dựng trong cái giai đoạn vừa rồi thì sau khi sụt giảm cũng thuộc lại là nhất nhì trong cái giai đoạn mà từ tháng 1 năm 2022 tới tháng 11 năm 2022 sụt giảm khá mạnh. Thì trong giai đoạn vừa rồi thì cũng đã có một cái sự tăng trưởng khá là tốt, cho nên là tôi kỳ vọng là khi mà sụt giảm mạnh thì bật lại cũng khá là cao. Và đây cũng có thể là một thời kỳ để mà có một cái sự bật lại của nhóm cổ phiếu ngành xây dựng. Dạ vâng ạ, cảm ơn chia sẻ của anh Khá. Ngay đây thì chúng tôi có giá của một số cổ phiếu xây dựng. HBC hiện tại là tăng 1,38% lên 8.040 đồng một cổ phiếu. CTD tăng 2,03%, tăng khá tốt đúng không ạ, lên 40.200 đồng. VC9 là có mức giá tham chiếu là 4.400 đồng. VCG tăng 0,24% lên 20.200 đồng. C4G thì có mức giá tham chiếu là 10.700 đồng. Vâng ạ. Và tiếp theo thì một số mã ví dụ như là SCG là giảm nhẹ 0,5%, lùi về 69.300 đồng. UDC tăng 2,8% lên 4.400 đồng. HUT ghi nhận mức giá tham chiếu là 15.500 đồng. C32 và HUB đều tăng 0,52% đến 3,76%. Vâng ạ, không biết là theo anh Phục, anh có đánh giá như thế nào về diễn biến giá các cổ phiếu ở trong ngành xây dựng trong phiên ngày hôm nay ạ? Vâng, trong phiên ngày hôm nay có thể thấy thì các cái cổ phiếu ngành xây dựng thì cũng có diễn biến tương tự với thị trường. Đó là cái sự biến động nó cũng không quá mạnh, đúng không? Quanh tham chiếu tăng hoặc giảm nhẹ thôi. Thì bởi vì hôm nay có vẻ như là cái tâm điểm nó dồn vào cái cổ phiếu bất động sản nhiều hơn, đúng không ạ? Thế thành ra là cái cổ phiếu xây dựng thì nó có diễn biến đồng thuận với thị trường nữa. Dạ vâng ạ, cảm ơn chia sẻ của anh Phục ạ. Chúng ta đã nói rất nhiều đến các doanh nghiệp cũng như là cổ phiếu xây dựng dân dụng này, cổ phiếu xây dựng hạ tầng. Còn một nhóm nữa ở trong ngành xây dựng đó là xây dựng công nghiệp. Vâng ạ, theo anh Kháng ạ, trong năm 2023 này, nhóm xây dựng công nghiệp có những cái thuận lợi gì ạ? Thuận lợi thì thứ nhất là tôi thấy là cái việc mà đấu thầu á, thì cái việc mà cạnh tranh nó không quá quyết liệt và không đòi phải là nhà thầu phải có những cái tiêu chuẩn cao như là trong cái việc là xây dựng cơ sở hạ tầng. Vâng. Thứ hai nữa là cái việc là cái dòng cái công nhân quay lại các thành phố để làm việc thì cũng là giúp cho cái việc là xây dựng phải mở ra thêm các cái khu công nghiệp mới, thì giúp cho nhóm ngành xây dựng sẽ được hưởng lợi một phần nào đó khi mà cái giá thuê nó không, giá thuê nhân công phục vụ những việc xây dựng thì nó không thực sự là nó chưa thực là tăng mạnh, bởi vì rất nhiều cái nguồn tiền quay trở, nhiều cái dòng người quay trở lại các thành phố làm việc, thì một cái lượng nhân công theo quan điểm của tôi là cũng khá phù hợp để mà giúp nhóm ngành này phát triển. Thứ ba nữa thì là cái vốn FDI trong thời gian vừa qua thì khá là giảm mạnh, nhưng mà đã có một cái sự là chuyển dịch nhiều cái nhà sản xuất là đến với Việt Nam, thì trong đó thì có rất là nhiều cái đơn vị nhà thầu là chuyển sang cái việc là xây dựng khu công nghiệp, về cái việc là thời gian hoàn thành nó nhanh hơn. Đấy, thì có thể là một cái điểm tích cực mà giúp cho cái nhóm ngành xây dựng khu công nghiệp sẽ được hưởng lợi. Thì theo tôi đánh giá thì là hưởng lợi nhất thì vẫn là nhóm ngành xây dựng cơ sở hạ tầng, sau đó thì là đến là nhóm ngành xây dựng công nghiệp là trung bình thôi, còn xây dựng cơ sở dân dụng thì nó đang có những khó khăn hơn. Vâng ạ. Thế còn đối với xây dựng công nghiệp thì theo anh thì nó còn khó khăn gì trong năm 2023 này hay không ạ? Về việc khó khăn thì theo tôi nghĩ thì là cái việc mà FDI vào Việt Nam là đang có một cái xu hướng khá là giảm theo quan sát của tôi. Mặc dù trong năm 2022 là có tăng trưởng khá là tốt, nhưng mà theo thống kê thì là cái lượng FDI đăng ký là giảm. Thì cái điều đó là khiến cho cái nhu cầu xây dựng thêm các cái khu công nghiệp mới là có thể sẽ không tăng mạnh trong thời gian 2023. Thì theo tôi đó là một trong những cái khó khăn. Còn thì anh Phục có thể bổ sung thêm một số cái khó khăn mà khác không thì biết là
Đối với nhóm xây dựng công nghiệp thì còn khó khăn nào ngoài việc liên quan đến vốn FDI hay không ạ? Vâng, về cái lĩnh vực xây dựng công nghiệp ấy, thì rõ ràng là cũng không có nhiều doanh nghiệp niêm yết làm về cái lĩnh vực này. Vâng. Với cái đặc thù đó là đặc thù cục bộ, đặc thù vùng miền, thế thành ra cái xây dựng bất động sản công nghiệp đấy thì về cơ bản là họ thường gắn liền với các cái doanh nghiệp xây bất động sản công nghiệp ở các tỉnh đó. Thế về cơ bản là những cái doanh nghiệp này thì họ có cái hoạt động kinh doanh rất ổn định, đặc biệt là cái khoản phải thu thì họ lại rất ít và cái thời gian hoàn thành dự án của họ tương đối nhanh. Thế thành ra cái lĩnh vực này là một cái lĩnh vực người ta được đánh giá là lĩnh vực gọi là ngon nhất trong cái ngành xây dựng. Tuy nhiên thì cái công việc như anh Kháng cũng đã chia sẻ đó là FDI giảm. Thế thành ra là cái vốn đầu tư công giải ngân của chúng ta là đang chậm lại khá nhiều. Vâng. Từ đó khiến cho cái công việc của ngành này thì nó cũng bị ít đi trong cái ngắn hạn 2023 này. Tuy nhiên thì về dài hạn thì tôi cũng đánh giá cái ngành này là khá là tốt. Nhưng mà về cơ bản là quy mô các doanh nghiệp trong ngành này tương đối nhỏ và có tính cục bộ. Thế thành ra là về cái tính thị trường ở trên thị trường chứng khoán ấy thì nó lại không cao. Vâng. Theo tôi tổng thể có một số mã liên quan đến xây dựng khu công nghiệp đó là FCN và LLM đúng không ạ? Đây là hai trong số các doanh nghiệp đã được niêm yết liên quan đến xây dựng công nghiệp. Vâng ạ. Thế theo anh Phục thì xu hướng mà Trung Quốc cộng 1 liệu có giúp cho nhóm cổ phiếu xây dựng công nghiệp này có dư địa tăng tốt trong thời gian tới không ạ? Vâng, Việt Nam vẫn được đánh giá là một điểm đến hấp dẫn đối với các cái nhà đầu tư nước ngoài, đầu tư trực tiếp FDI ở chúng ta. Thì như chúng ta vừa chứng kiến ngay trong những ngày gọi là giữa đến cuối tháng 3 này đã có cái đoàn doanh nghiệp hơn 50 doanh nghiệp của Mỹ đến Việt Nam để khảo sát tình hình và có thể tham gia đầu tư rất nhiều. Thì rõ ràng rằng cái xu hướng Trung Quốc cộng 1 thì đang dần phát huy tác dụng trong về mặt lâu dài đối với thị trường Việt Nam. Thì Việt Nam có thể trở thành một cái công xưởng nhỏ thay thế phần nào đó của Trung Quốc trong tương lai. Và bên cạnh đó thì cái giá thuê bất động sản khu nghiệp của chúng ta hiện nay cũng tương đối là hấp dẫn. Bên cạnh đó là thuế của chúng ta áp cho các doanh nghiệp này cũng thu hút tốt các cái doanh nghiệp đầu tư FDI của chúng ta. Và đặc biệt Việt Nam chúng ta là nước tham gia nhiều nhất các cái hiệp định FTA. Thế thành ra là nó sẽ góp ích giúp cho các cái doanh nghiệp xuất khẩu thuận lợi hơn. Khi xuất khẩu vào các cái thị trường khó tính như Mỹ, châu Âu, Nhật Bản thì sẽ được cái mức thuế thấp hơn. Thế do đó đây vẫn là một cái ngành rất triển vọng trong cái tương lai của Việt Nam chúng ta. Vâng ạ, anh Khang có chia sẻ là trong năm 2023 này thì nhóm đầu tư xây dựng hạ tầng sẽ được hưởng lợi nhiều nhất. Sau đó là nhóm xây dựng công nghiệp và cuối cùng mới là nhóm xây dựng dân dụng đúng không ạ? Không biết là anh Phục có đồng quan điểm đấy không ạ? Vâng, về mặt kinh doanh thì tôi hoàn toàn đồng quan điểm với anh Kháng đưa ra, rất là hợp lý. Vâng. Còn về mặt đầu tư cổ phiếu ấy, thì nó lại có thể có khác một chút. Vâng. Ví dụ như là cái nhóm xây dựng dân dụng đi, nó kém nhất chẳng hạn, nhưng mà giá nó lại giảm xuống quá sâu với mức định giá quá thấp chẳng hạn. Vâng. Thì lại là một cái cơ hội có thể đầu tư gọi là mua với tài sản giá rẻ. Vâng. Đó. Còn thông thường thì trong cái lĩnh vực xây dựng ấy, thì nó hưởng lợi sẽ theo chuỗi như thế này. Đầu tiên đó là các cái dự án đầu tư công. Vâng. Rồi sau đó nó lan tỏa dần sang bất động sản như anh Kháng có chia sẻ. Thì từ đó là những cái doanh nghiệp về xây dựng dân dụng. Rồi là những cái doanh nghiệp xây dựng liên quan đến khu công nghiệp. Thì lúc ấy nó mới có cái sự tăng trưởng và phát triển kết quả kinh doanh sau đó. Thì như vậy có thể thấy rằng là 2023, 2024, 2025 thì doanh nghiệp xây dựng về hạ tầng thì được hưởng lợi. Rồi đến năm 2000, có thể đến năm 2024, 2025 thì mới đến cái hai cái nhóm là xây dựng dân dụng và xây dựng khu nghiệp được hưởng lợi. Dạ vâng ạ, cảm ơn chia sẻ của anh Phúc ạ. Vâng thưa quý vị, vừa rồi là những trao đổi của các vị chuyên gia liên quan tới chủ đề của ngày hôm nay, cổ phiếu, ngành xây dựng cũng như là các doanh nghiệp trong ngành xây dựng. Ngay bây giờ là một số thông tin kinh tế đáng chú ý mà chúng tôi vừa cập nhật. Đất Xanh Service DXS cho biết kế hoạch kinh doanh chi tiết năm 2023 với doanh thu dự kiến là 3.800 tỷ đồng, giảm 8% và lãi ròng 126 tỷ đồng, giảm đến 62% so với năm 2022. Đây cũng là mức lãi thấp nhất của Đất Xanh Service từ khi thành lập cho đến nay và ghi nhận 5 năm đi lù liên tiếp của công ty này. Với chỉ tiêu trên, công ty dự trình tỷ lệ cổ tức cho năm 2023 và mức 10% trên vốn điều lệ. Năm 2022, Đất Xanh Service với mục tiêu doanh thu 8.400 tỷ, lợi nhuận sau thuế thuộc về công ty mẹ 1.250 tỷ. Như vậy, công ty mới chỉ thực hiện được 48% mục tiêu doanh thu và 25% mục tiêu lợi nhuận.
Theo Tổng cục Thống kê, bình quân quý 1 năm 2023, chỉ số giá tiêu dùng CPI ước tăng khoảng 4,2 đến 4,3% so với cùng kỳ năm 2022. Một số nguyên nhân chính là giá xi măng, sắt, thép, cát tăng theo giá nguyên nhiên vật liệu đầu vào và giá nhà thuê tăng, khiến nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng tăng khoảng 7,2%. Giá các mặt hàng thực phẩm tăng khoảng 4,5%, chủ yếu do nhu cầu tiêu dùng trong dịp Tết Nguyên đán. Học phí giáo dục tăng khoảng 11% do một số địa phương đã kết thúc chính sách miễn giảm học phí. Trong 3 tháng đầu năm 2023, chỉ số nhóm văn hóa, du lịch và giải trí tăng khoảng 5% do dịch COVID-19 được kiểm soát. Theo Bộ Tài chính, từ nay đến cuối năm còn nhiều yếu tố đan xen làm tăng giảm áp lực lên mặt bằng giá. Tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế Moody's vừa cập nhật mức xếp hạng đối với các ngân hàng Việt Nam. Trong đó, 8 ngân hàng được nâng cấp hạng nhà phát hành và gửi tiền nội tệ, ngoại tệ dài hạn bao gồm Vietcombank, BIDV, OCB, C-Bank, TPBank, Agribank, VIB và Vietinbank. Về chỉ tiêu rủi ro đối tác bằng nội tệ, ngoại tệ và đánh giá rủi ro đối tác Việt Nam, có 7 ngân hàng được nâng hạng gồm BIDV, Agribank, Vietinbank, ABBank, Liên Việt Postbank, SHB và MSB. Moody's đã điều chỉnh triển vọng xếp hạng của Agribank, BIDV, OCB, C-Bank, TPBank, VIB, Vietcombank và Vietinbank từ ổn định sang tích cực. Theo Bộ Tài chính, tình hình giao dịch trên thị trường bất động sản từ đầu năm 2023 đến nay khá ảm đạm, lượng giao dịch ít, đặc biệt dự án bất động sản nghỉ dưỡng gần như không có thanh khoản. Trong đó, giá bình quân nhà ở riêng lẻ và đất nền tại các địa phương có xu hướng giảm mạnh hơn, giảm 4-8% so với quý trước. Giá bất động sản cho thuê trong quý 1 năm nay tại các địa phương giảm nhẹ so với quý 4 năm 2022. Bộ Tài chính dự báo thị trường bất động sản trong thời gian tới sẽ tiếp tục xu hướng ảm đạm cả về giá, nhu cầu và sức mua của thị trường. Được đấy. Vâng ạ, chúng ta cùng quay lại với những diễn biến thực của thị trường chứng khoán ở thời điểm hiện tại. Tôi xin phép cập nhật nhanh diễn biến của các chỉ số. Chỉ số VN Index ở thời điểm hiện tại giảm 0,64%. Vâng ạ, chỉ số VN Index hiện tại đã ghi nhận là mức tăng rồi ạ, tăng 0,03%, tương đương 0,31 điểm lên 1047,1 điểm. Chỉ số HNX Index tăng 0,42 điểm lên 206,14 điểm và Upcom thì vẫn ghi nhận là giảm 0,27 điểm về mức là 75,89 điểm. Trên sàn HOSE hiện tại có 182 mã tăng, 139 mã giảm, tức là số lượng mã tăng điểm đã giảm so với thời điểm trước đó ngay từ đầu phiên và số lượng mã giảm điểm hiện tại thì lại tăng lên ạ. Thanh khoản tính đến thời điểm hiện tại ở trên sàn là 2.113,81 tỷ đồng, có xu hướng tăng một chút so với phiên ngày thứ 6 ạ. Vâng ạ, không biết là anh Kháng ạ, anh đánh giá như thế nào về diễn biến này của thị trường ạ? Thì tôi nhận thấy là diễn biến này là có một tích cực hơn so với lúc khi mà thị trường nó giảm sâu một tí 3-4 điểm ạ. Thì chúng ta xét tí là cái phiên thứ 6 vừa rồi á, thì là cái áp lực chốt lời có tăng cao, thì thể hiện trên biểu đồ chúng ta quan sát thì là một cái nến Dory thể hiện là cái sự lượng điều của nhà đầu tư, mà cái thanh khoản phiên đó lại khá là cao, thì cho thấy rằng là cái áp lực chốt lời trong ngắn hạn của nhà đầu tư là dâng khá cao trong phiên thứ 6. Thì trước đó là cái phiên rất nhiều nhà đầu tư là bắt đáy trong hai cái phiên, đó là phiên đầu tuần và thậm chí là phiên thứ 3. Thì đến cái phiên mà thứ 6 vừa rồi thì thanh khoản là có cao hơn một tí, là thể hiện là cái áp lực chốt lời. Nhưng mà cái chỉ số VN-Index vẫn giữ được cái sắc xanh. Mà chúng ta quay lại trong cái phiên thứ 5 trước đó thì VN-Index lại có một cái sự lội ngược dòng đối với xu hướng thế giới khi mà Fed vẫn tiếp tục tăng lãi suất. Thì quan điểm của tôi đó là một cái tín hiệu rất là tích cực. Cho nên cái phiên hôm nay chỉ có giảm điểm á, thì tôi không đáng ngại lắm. Nếu mà thậm chí là có giảm thì là cái cơ hội cho nhà đầu tư chưa có hàng có thể là sẵn sàng mua thêm để mà có thể căn một cái nhịp khá tốt. Mà chúng ta xét trên biểu đồ tuần á, thì chỉ số VN-Index cũng đã hình thành một cái thân nến đảo ngược lại. Mặc dù là chưa thể hiện cái tín hiệu quá mạnh, nhưng là một cái tín hiệu khá là tốt khi mà trong nhóm, những cái nhóm cổ phiếu nhạy nhất của thị trường trong cái tuần vừa rồi đó là chứng khoán và bất động sản thì đã có một cái sự hồi phục tốt. Thì tôi kỳ vọng là cái tín hiệu đó nó sẽ tiếp tục tăng trong cái tuần này. Cho nên phiên hôm nay nếu có giảm xuống mà cái mức về cái vùng 1040 điểm, 37-40 điểm thì chúng ta có thể mở một vị thế mua thăm dò ít để mà chúng ta dò cái đường của thị trường trong cái tuần này. Vâng ạ, 1037 đến 1040 điểm đúng không ạ? Vâng. Mức điểm mà nhà đầu tư có thể là mở mới. Có thể là mở mua thăm dò mới. Trước đó thì bởi vì cái xu hướng hiện tại là cái xu hướng mà theo quan điểm của tôi thì là khá tích cực so với thế giới rồi.
Đấy. Thì anh Phục chia sẻ là vĩ mô của Việt Nam là trong thiên tim rồi là rất là nhiều tin tích cực so với thế giới. Thì cái thị trường thì nó sẽ có những cái sự biến động, và trong cái sự biến động đó thì nếu mà có một nhịp chỉnh thì về cái vùng đó thì chúng ta có thể mua tăng thêm. Đấy, theo quan điểm của tôi thì là có thể mua được. Vâng. Cảm ơn chia sẻ của anh Kháng ạ. Chúng ta cùng đến với bản đồ nhiệt ở trên chuyên trang F-Stock. Có thể nói là trong phiên ngày hôm nay, tính đến thời điểm hiện tại thì nhóm cổ phiếu chứng khoán đang có giá trị giao dịch lớn trên thị trường cũng như là ghi nhận sắc xanh, tương đối là tích cực. Chỉ số SSI tăng 1,96%, VND tăng 2,29%, VCI tăng 3,86%, VIX thậm chí còn tăng 4,96% ạ. Và không biết là anh Phục, vì sao nhóm chứng khoán lại có đà tăng như vậy ạ? Phải chăng là những cái thông tin liên quan đến các ngân hàng thương mại giảm lãi suất đã ngay lập tức khiến cho nhóm cổ phiếu ngành chứng khoán bật tăng như vậy ạ? Vâng, rõ ràng chúng ta có thể thấy rằng nhóm cổ phiếu chứng khoán là một cái nhóm ngành nhạy nhất với thị trường chứng khoán. Nó không chỉ là nhạy liên quan đến cái vấn đề tăng giảm của định giá đâu, mà nó liên quan trực tiếp với vấn đề kết quả kinh doanh của các công ty chứng khoán. Nếu mà thị trường chứng khoán tốt ý, thì kết quả kinh doanh của các công ty chứng khoán sẽ có thể tăng khá mạnh. Bên cạnh đó thì dòng chứng khoán thì cũng phải nói là nổi tiếng là một cái dòng có tính đầu cơ rất cao. Bởi vì sao? Những cái người chủ của các cái công ty chứng khoán ấy chính là những cái tay chơi gọi là giỏi nhất trên thị trường. Thế do đó là có thể là giá cổ phiếu của họ cũng có những cái sự gọi là phản ánh cái điều đó. Đó, chính vì thế cho nên mới nói rằng cái dòng này là một dòng đầu cơ rất mạnh. Thị trường nếu được kỳ vọng tăng trưởng tốt thì dòng chứng khoán sẽ là dòng được hưởng lợi lớn nhất. Và ngược lại, thị trường mà kỳ vọng là sẽ kém, sẽ xấu, thanh khoản kém thì ngành này, ngành chứng khoán sẽ bị giảm sâu nhất. Thì hiện nay cái dòng chứng khoán đang tăng rất là mạnh này, thì theo tôi có trao đổi cùng các anh em trong giới đầu tư trong cuối tuần vừa qua, thấy rằng là họ cũng có những cái kỳ vọng rất lớn vào cái việc lãi suất ở Việt Nam đã giảm. Thứ hai nữa là những cái nhóm ngân hàng ở Việt Nam thì có cái sức khỏe tốt hơn so với nhóm ngân hàng trên thế giới rất nhiều, do việc ở Việt Nam ấy cái cầu tín dụng rất cao. Thế thành ra khi các ngân hàng huy động vào được ấy thì về cơ bản họ sẽ cho vay ra được, thay vì họ phải đầu tư vào các cái công cụ lãi suất cố định bị ảnh hưởng rất nhiều bởi lãi suất. Thế do đó rằng người ta cũng kỳ vọng rằng là cái thị trường chứng khoán ấy sẽ có xu hướng sideways up từ nay đến cuối năm. Thế do đó là trọng tâm thì người ta cũng sẽ dồn vào cái nhóm cổ phiếu chứng khoán nhiều hơn, từ đó khiến cho cái cổ phiếu chứng khoán là đang được giao dịch khá là tích cực trong vài phiên gần đây, chứ không chỉ là trong phiên hôm nay đâu. Thưa vâng ạ, đối với nhóm chứng khoán thì các cổ phiếu được ghi nhận sắc xanh, trong đó có BSI đã ghi nhận sắc tím ạ. Hiện tại thì cổ phiếu này đang có giá là 19.400 đồng. Bên là anh Khái, anh có chia sẻ gì thêm về cổ phiếu này hay không ạ? Vì sao trong phiên ngày hôm nay cổ phiếu này lại ghi nhận sắc tím ạ? Về cơ bản thì có lẽ tôi sẽ nhờ anh Phục tôi nói về kỹ thuật nhiều hơn tí. Mà thì tôi chia sẻ với anh Phục ở tí đó là về khối ngoại á, thì nhóm bất động sản, nhóm cổ phiếu chứng khoán á, cũng được khối ngoại săn tìm trong mấy tuần này luôn. Đấy, cứ mua ròng luôn tiếp. Đó là một cái tín hiệu rất là tích cực từ thị trường. Mà nói như anh Phục nói đó, khi mà nhóm thị trường biến động thì cái nhóm mà bứt phá mạnh nhất đầu tiên thì đó là phải nói là kể đấy là nhóm cổ phiếu về chứng khoán. Và cái nhóm này thì có lẽ là cái tự doanh, khi mà thị trường tăng lên thì những cái cổ phiếu, những cái doanh nghiệp về chứng khoán mà họ cầm tự doanh với cái danh mục lớn á, thì có lẽ cái mức tăng trưởng của họ là khá, cho nên nhà đầu tư kỳ vọng rất lớn với những cái nhóm cổ phiếu này. Xét với BSI thì tôi nhận thấy rằng cái tín hiệu vẫn đang là rất tích cực. Phiên hôm nay mới hôm nay mà đã tăng trần rồi mà khối lượng rất tăng cao, thì cái xu hướng đang theo quan điểm của tôi là còn tăng nữa. Và cái xu hướng hiện tại theo nhìn nhận ở phân tích kỹ thuật thì rất tốt. Còn có thể chia sẻ thêm về cơ bản thì có thể anh Phục sẽ chia sẻ tốt hơn, cho nên là anh Phục sẽ bổ sung giùm tôi. Vâng, về mặt cơ bản thì cổ phiếu BSI này, về cái mặt cơ bản thì tôi xin chia sẻ một số cái điểm đáng chú ý với BSI như sau. Thứ nhất là BSI vừa mới phát hành một cái lượng cổ phiếu rất lớn, lên đến 65.730.000 cổ phiếu vào cái ngày 27 tháng 9 năm 2022 cho cái cổ đông chiến lược của ngân hàng mẹ là Hana Bank của Hàn Quốc. Thì với giá phát hành lên đến 41.000 đồng trên một cổ phiếu BSI. Đó, tức là nó cao hơn so với giá thị trường này khoảng độ 110-120%. Đó, điều này nó khiến cho cái cổ đông hiện tại trước đó của BSI được hưởng lợi rất nhiều. Bởi vì với giá cao như thế khiến cho cái giá trị sổ sách của
cái cổ phiếu BRI này đã tăng rất mạnh. Từ đâu đó khoảng độ 16-17 lên đến khoảng độ 23-24 ngàn đồng trên một cổ phiếu. Đúng không ạ? Thế do đó là chúng ta có thể thấy rằng cái PB của cái cổ phiếu BRI này đâu đó nó chỉ bằng khoảng độ 0.75 lần. Mà trong khi BSI thì cái danh mục của nó thì lại rất an toàn. Toàn bộ là tiền và các cái khoản gửi ngân hàng cũng như là cho vay khách hàng. Thì ở lĩnh vực chứng khoán nếu mà cái quản trị rủi ro không có gì gọi là quá bất thường thì nó an toàn hơn so với cả ngân hàng. Thế do đó có thể thấy rằng là định giá cái cổ phiếu BSI này ấy, là tức là bỏ ra khoảng 0.75 đồng để mua một đồng tiền mặt. Bên cạnh đó nếu mà cái triển vọng kinh doanh, triển vọng của thị trường chứng khoán mà tăng trưởng tốt chẳng hạn thì BSI hoàn toàn có thể có cái kết quả kinh doanh rất cao nữa, đúng không anh Khánh? Đúng rồi. Thế từ đó là nếu mà cái về cơ bản đối với cổ phiếu BSI này chúng tôi đánh giá cái sự an toàn của nó rất cao, an toàn rất cao. Dạ vâng ạ, cảm ơn chia sẻ của anh Phục ạ về mặt cơ bản của cổ phiếu này đúng không ạ? Như anh Phục cũng vừa chia sẻ thì đó là cổ phiếu này đã bán được khối ngoại với giá là trên 41.000 đồng đúng không ạ? Vậy thì theo anh Kháng ạ, cổ phiếu này có thể về lại vùng giá đó hay không ạ? Trong ngắn hạn thì tôi nghĩ là khó. Đấy, nhưng mà trong cái vùng chừng khoảng 25 thì tôi nghĩ là khả năng về cao. Vâng. Nếu mà dù mua ở đây tôi thấy là ví dụ như phiên hôm nay là phiên bùng nổ khá tốt. Mà tôi thấy là cái cổ phiếu này cũng có nền tích lũy khá tốt từ cái mức là 17-19 rồi. 17-18 rồi thì vừa vượt lên 19. Vâng. Thì có khả năng mà lên vùng 25-24 thì tôi khả năng là tôi nghĩ là sẽ được cái phần đó. Còn cái việc mà lên 41 thì tôi nghĩ là chắc lại là cũng có, không có gì là không thể lên thị trường. Vâng. Nhưng mà chắc nó phải cần thêm biến thiên về thời gian, vâng, cần thêm những cái thông tin tích cực hơn hoặc là những cái thông tin cần thêm sự đồng thuận của thị trường. Đúng rồi, đồng thuận thị trường nữa và vâng, những cái tin tích cực từ vĩ mô ủng hộ nữa. Chứ còn trong hiện tại trong ngắn hạn thì tôi thấy là đang rất tích cực ấy, mà theo quan điểm của tôi thì lên như khoảng 25-24 là khả năng cao là sẽ xuất hiện trong vòng chừng khoảng vài ba tuần tới, thậm chí là hơn tí nữa là tháng rưỡi đấy thì có khả năng đạt được. Vâng ạ, cảm ơn chia sẻ của anh Kháng ạ. Quay trở lại một chút với bản đồ nhiệt thì đối với nhóm ngân hàng ạ, thì nhóm cổ phiếu này đang ghi nhận là sự phân hóa tương đối rõ nét đúng không ạ? Có một số cổ phiếu thì ghi nhận sắc xanh tích cực là VPB, STB, MBB, VIB và TCB. Tuy nhiên thì các cổ phiếu khác lại ghi nhận sắc đỏ. Và điển hình trong đó là VCB giảm 0.22%, ACB giảm 0.2%, LPB, TPP, SHB thì cũng chỉ ghi nhận tham chiếu hoặc là lúc vừa rồi thì cũng có ghi nhận sắc đỏ. Vâng ạ, không biết là anh Kháng ạ, anh có chia sẻ vì sao nhóm cổ phiếu ngân hàng lại có sự phân hóa như vậy ạ? Tôi thấy là cũng không quá phân hóa nhiều đâu. Đấy, thì các cái cổ phiếu cũng không có một sự chênh lệch quá lớn. Thì tôi không nghĩ rằng đây là một cái sự phân hóa quá rõ ràng. Đấy, cho nên là tôi không đánh giá cái sự phân hóa này. Vì sao ngân hàng giảm lãi suất thì nhóm cổ phiếu này lại chưa thực sự là bùng nổ như nhóm chứng khoán ạ? Bởi vì cái nhóm nhạy nhất vẫn là cái nhóm chứng khoán. Theo quan điểm của tôi, còn ngân hàng giảm lãi suất thì thậm chí là bởi vì là cái việc là họ bắt buộc họ phải giảm lãi suất cái đầu vào. Đầu ra nghĩa là cho vay thì cái bin của họ nó sẽ không được hưởng lợi cao lắm. Đấy, cho nên là đó là nó không ảnh hưởng mạnh đến cái việc là nhóm cổ phiếu ngân hàng trong thời điểm hiện tại. Nhưng mà nhóm chứng khoán này khác, thậm chí là nhóm chứng khoán có thể là thu hút được nguồn vốn rẻ từ ngân hàng mà cái nguồn vốn đó lại đem đi cho vay, cho dùng margin, thì cái việc là lợi suất của nhóm chứng khoán lại được tăng lên. Cho nên nó sẽ là tích cực hơn so với nhóm cổ phiếu ngân hàng. Đó là theo quan điểm của tôi. Dạ vâng ạ. Cảm ơn chia sẻ của anh Kháng ạ. Chúng ta cùng quay trở lại với chủ đề chính của ngày hôm nay, qua cơn bị cực. Dù là nhóm cổ phiếu đang có mức tăng tốt trên thị trường, tuy nhiên thì vẫn còn nhiều vấn đề mà nhà đầu tư cần lưu ý để có được kênh đầu tư an toàn hiệu quả khi đầu tư vào nhóm ngành này. Mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi chùm ý kiến từ các chuyên gia mà chúng tôi đã tổng hợp ngay sau đây. Khi chúng ta xem xét đầu tư một cổ phiếu, chúng ta nên nhìn rõ về cái năng lực thi công cũng như các gói thầu dự kiến trong tương lai của họ. Chúng ta không nên nhìn về lợi nhuận một năm để chúng ta quyết định giải ngân. Và cuối cùng là nhóm xây dựng thì mang tính đầu cơ cũng tương đối là cao, nó giống như ngành bất động sản. Do vậy là nếu chúng ta đầu tư thì chúng ta cũng nên đánh nhanh rút gọn theo những cái con sóng chứ không nên nắm giữ quá lâu. Chúng tôi quan sát thấy có một số diễn biến mang tính chất hơi bị phân phối một chút, nghĩa là dường như đang có những cái sự cản trở về đã tăng giá của cổ phiếu. Và thực ra thì tôi cũng đánh giá rằng cái giá trị của một số cổ phiếu thuộc nhóm đầu tư công dường như đang đạt được đến cái giới hạn của nó và đã phản ánh một cách tương đối là đầy đủ với câu chuyện của 2023. Còn về nhóm xây dựng dân dụng thì cũng có những cổ phiếu mà có nền tảng tài chính tương đối tốt,
và cũng có một cái tỷ lệ về mặt đòn bẩy không cao mà anh chị chúng ta có thể lưu ý quan tâm để giải ngân dần. Nhìn chung thì mặt bằng định giá là cũng đã bắt đầu hấp dẫn trở lại rồi. Vĩ mô có cái gọi là thiên hướng tích cực thì chúng ta có thể là quan sát về các cổ phiếu xây dựng. Trong đó thì chúng ta cần quan sát kỹ hơn về các cái khoản gọi là khoản vay ngân hàng, vì đa phần các công ty xây dựng hiện nay đang bị nợ ở ngân hàng rất là nhiều. Thứ hai nữa là các cái khoản công nợ phải thu của họ cũng rất là cao, và có số nào trong đấy là phải sẽ trở thành nợ xấu hay không. Thì các doanh nghiệp xử lý các cái vấn đề liên quan đến nợ đọng, nợ khó thu, khó đòi này thì xử lý sớm thì nó sẽ quay trở lại nhanh hơn. Đặc biệt chú ý là giai đoạn vừa rồi giá đã tăng khá nhiều, do đó chúng ta tuyệt đối là không đu theo, mua theo những cái phiên tăng mạnh trên thị trường, và chúng ta nên là chờ đón những cái vùng giá khi mà điều chỉnh, có những nhịp điều chỉnh về vùng giá hợp lý. Đặc biệt là với nhóm này thì hiện nay đang tăng khá nóng, do đó tôi khuyến nghị là tuyệt đối không sử dụng margin và phải phân tích khá là rõ ràng cụ thể cái sản phẩm của công ty. Có rất nhiều doanh nghiệp hiện tại thì đang được giao dịch với cái mức giá P/B là dưới 1, có những doanh nghiệp là thậm chí đang chỉ ở mức là 0,5 cho đến 0,6 lần so với giá trị sổ sách của họ. Thì chúng ta hoàn toàn có thể gọi là đại cát tìm vàng, lựa chọn một vài các cái cổ phiếu mà hiện tại định giá vẫn còn đang rẻ để chúng ta chờ những cái dịp, những cái nhịp điều chỉnh của thị trường để chúng ta thực hiện mua vào. Vâng ạ, đó là lời khuyên của các chuyên gia mà chúng tôi đã tổng hợp được dành cho các nhà đầu tư khi mà đầu tư vào nhóm cổ phiếu ngành xây dựng. Không biết là anh Phục ạ, anh có chia sẻ thêm gì đối với các nhà đầu tư, những cái điều mà nhà đầu tư cần lưu ý, đặc biệt cần lưu ý khi mà tham gia nhóm cổ phiếu ngành xây dựng ạ? Vâng, khi tham gia nhóm cổ phiếu ngành xây dựng này thì chúng tôi đánh giá là nhóm này về cơ bản là về một nhóm gọi là đầu tư theo chu kỳ, vào nhanh và cũng có thể ra tương đối nhanh. Chứ nhóm này cũng không phải là một nhóm mà chúng ta có thể chung thân với nó đầu tư rất dài hạn được. Vâng. Bởi vì nó sẽ biến động rất là mạnh. Và khi đầu tư vào cái nhóm cổ phiếu ngành xây dựng ấy, cái điều đầu tiên đặc biệt chú ý về mặt cơ bản ấy, đó là liên quan đến cái chất lượng tài sản của các doanh nghiệp xây dựng. Bởi vì về cơ bản các doanh nghiệp xây dựng này biên lợi nhuận gộp đâu đó cũng chỉ khoảng 10%. Còn biên lợi nhuận dòng của họ đâu đó chỉ khoảng độ 3-4%. Tức là như thế này, nếu họ có hợp đồng, có hợp đồng lên đến 10.000 tỷ chẳng hạn, thì lợi nhuận gộp đâu đó là khoảng 1.000 tỷ. Và lợi nhuận dòng đâu đó khoảng độ 300-400 tỷ thôi. Chính vì thế cho nên nếu chỉ cần 5% đến 10% các cái khách hàng của họ mà không trả nợ được đó, thì họ có thể ngay lập tức mất toàn bộ cái số tiền lợi nhuận của họ. Vâng. Đấy, biên rất mỏng. Thế thành ra chúng ta phải chú ý đặc biệt đến các cái khoản phải thu như thế. Và nếu mà chi tiết hơn, kỹ hơn, thì nhà đầu tư nên đọc cái thuyết minh rất rõ về các cái khoản phải thu đó, đến từ những cái đối tác nào, đến từ những doanh nghiệp nào. Nếu đến từ những cái đối tác mà không uy tín, hoặc là bị bắt bớ, hoặc là bị khó khăn, thì rõ ràng là doanh nghiệp ý sẽ rất nguy hiểm, thì chúng ta cần phải tránh xa nó. Cái yếu tố tiếp theo chúng ta cần phải chú ý đối với các cái doanh nghiệp xây dựng ấy, đó là những cái doanh nghiệp này ấy, thì rõ ràng là những cái doanh nghiệp mà nó theo tính chu kỳ cao, thành ra chúng ta phải chú ý đặc biệt là cái yếu tố đầu vào nữa, đầu vào tiền liên quan đến nền kinh tế. Ví dụ như là các doanh nghiệp xây dựng liên quan đến đầu tư công thì cần phải chú ý đặc biệt đến cái tiến trình giải ngân đầu tư công như thế nào. Vâng. Đúng không ạ? Giải ngân đầu tư công thì hàng tháng, tức là khoảng độ ngày 28, 29, 30 hàng tháng ấy, thì sẽ có cái báo cáo của Tổng cục Thống kê về cái tình hình kinh tế xã hội, thì trong đó có giải ngân đầu tư công như thế nào thì cần phải theo dõi sát cái điều đó. Rồi tiếp theo về cái liên quan đến cái ngành gọi là xây dựng dân dụng thì chúng ta cần phải chú ý đến cái tín hiệu ấm lên hay là nguội đi của cái thị trường bất động sản. Rồi là liên quan đến xây dựng bất động sản khu nghiệp, xây dựng khu nghiệp thì chúng ta cần phải chú ý đến cái giải ngân FDI như thế nào, thì nó cũng có trong cái báo cáo tình hình kinh tế xã hội hàng tháng của Tổng cục Thống kê ạ. Dạ vâng ạ, cảm ơn chia sẻ của anh Phúc ạ. Anh Phúc cũng vừa nói là nên đầu tư theo kiểu là vào nhanh ra nhanh đúng không ạ? Liệu nó có mâu thuẫn với quan điểm của anh Kháng hay không ạ? Khi mà anh Kháng nói là dư địa và tiềm năng của cổ phiếu xây dựng, đặc biệt là liên quan đến đầu tư công, nó vẫn còn dài. Và liệu, và hoàn toàn nhà đầu tư có thể đầu tư dài hạn đúng không ạ?
cái lại hình xin trên đấy là có nghĩa là tất nhiên thì quan điểm chúng ta thì không thể là nhất thiết là phải hoàn toàn giống nhau, nhưng mà tôi thấy phải có sự tương đồng. Có nghĩa là khi tôi chia sẻ lúc đầu thì nhóm cổ phiếu đầu tư công á, về xây dựng cơ sở hạ tầng á, là có một cái tăng khá là mạnh rồi, thì không loại trừ khả năng là sẽ có một nhịp chỉnh. Thì anh Phục anh chia sẻ là có những cái lực chúng ta phải nên ra để bảo toàn lợi nhuận. Nhưng còn cái chia sẻ tầm nhìn cái quan điểm của tôi thì dài hạn hơn, thì vì tôi view cái trọng tâm trong năm 2023 với lại 24 là đẩy mạnh cái việc là giải ngân vốn đầu tư công, thì chúng ta có thể view một cái quản lý dài hơn nếu mà chúng ta mua được cái vùng khá là hấp dẫn. Vâng. Thì thực chất thì nó cũng không quá là quan điểm, nó phải phụ thuộc vào cái phương pháp đầu tư của từng người và cái nhìn nhận thôi. Vậy thì theo anh Kháng, ở thời điểm hiện tại đối với những nhà đầu tư chưa có cổ phiếu ngành xây dựng trong danh mục thì có thể mà mua mới được hay không ạ? Thì nếu mà đối với cổ phiếu xây dựng cơ sở hạ tầng là cái nhóm mà được hưởng lợi trực tiếp từ đầu tư công thì tôi vẫn kỳ vọng là nó sẽ tiếp tục được hưởng lợi. Và về đây vẫn là cái nhóm ngành sáng nhất tính tới thời điểm hiện tại. Nhưng mà quá trình tăng thì nó cũng có tăng khá mạnh rồi. Và thậm chí là nhiều cái doanh nghiệp nó cũng tăng theo sóng thôi. Chứ thực chất là cũng không được hưởng lợi quá nhiều. Thì nó sẽ có một cái cú nhịp chỉnh thôi. Đấy, tăng quá thì muốn tăng bền vững thì sẽ có nhịp chỉnh. Mặc dù được hưởng lợi từ những chính sách từ vĩ mô, nhưng mà bao giờ cũng vậy, nó sẽ có một cái nhịp chỉnh. Thì tại cái nhịp chỉnh đó chúng ta hãy chờ mua những cái cổ phiếu ở những cái nhịp chỉnh đó để an toàn hơn. Còn nếu mà bạn mua tại thời điểm hiện tại mà không chờ được á, thì cái tỷ trọng của bạn là nên nhỏ thôi. Nhưng mà vẫn có thể trong một cái xu hướng tăng thì cái sai lầm đó vẫn có thể là được bù đắp lại nếu mà bạn kiên trì nắm giữ thêm đối với những cổ phiếu mà được hưởng lợi thực sự và có cái lợi nhuận tốt trong cái việc là nhận được các cái dự án. Vâng ạ, anh Phục quan điểm là vẫn sẽ tăng về dài hạn đúng không ạ? Tuy nhiên thì là anh Kháng thì là tăng về dài hạn, tuy nhiên là anh Phục thì có bổ sung là trong những cái xu hướng tăng đó thì nó sẽ có những cái nhịp điều chỉnh đúng không ạ? Theo đồ thị hình sin. Vậy thì những cái lúc mà cổ phiếu điều chỉnh là lúc mà nhà đầu tư có thể tận dụng đó làm cơ hội để mà mua mới đối với nhóm cổ phiếu này đúng không ạ? Theo quan điểm của tôi là như vậy. Tại cái điểm mua, ví dụ như sau mà quá trình là nhóm cổ phiếu này tăng khá nóng rồi thì nó sẽ có quá trình là test lại. Thì quá trình theo kinh nghiệm của tôi á, thì nó test lại thì chúng ta hãy chờ mà cái phiên mà nó test lại cái vùng hỗ trợ á, mà cái thanh khoản khá thấp á, thì chúng ta sẽ mua vào. Thì đó là cái điểm mà khá, theo quan điểm của tôi là điểm mua khá an toàn. Bởi vì hiện tại thì mới là đầu năm thôi, cũng chưa thể hiện hết cuối năm, mà trong cái năm này thì cái việc mà sử dụng chính phủ sử dụng tài khoá để mà đẩy mạnh cái việc tăng trưởng kinh tế là theo tôi là rất là nhiều người đồng tình, và đó cũng thấy là thể hiện khá tốt trong cái 3 tháng đầu năm. Thì cái nhóm cái việc đẩy mạnh tôi công là khá mạnh. Chúng ta nhận là trong mới có 2 tháng đầu năm thôi thì cái tỷ lệ mà giao cho các địa phương về cái nguồn vốn giải ngân đầu tư công là đạt đến 90% rồi, trong cái tổng số là hơn 31 tỷ đô, tương đương với hơn 700.000 tỷ ấy, thì đã có cái sự là tăng trưởng so với cùng kỳ. Và tôi thấy là rất là nhiều lần là mở bài báo lên thì hoặc là thời sự lên thì đều tin là chính phủ hoặc là thủ tướng thì là đi thúc đẩy đấy. Thì tôi nghĩ là có thể là cái điều đó còn thể điều tiếp tục là còn kéo dài nữa. Vâng ạ, cảm ơn chia sẻ của anh Kháng. Anh Kháng cũng có nói là chúng ta cũng nên lưu ý là dành một phần tỷ trọng nhỏ đối với nhóm cổ phiếu xây dựng đúng không ạ? Xây dựng nếu mà thì mình chia làm 3 phần thì đó là nhóm xây dựng dân dụng này, xây dựng cơ sở hạ tầng này và xây dựng khu công nghiệp. Thì nếu mà các bạn chưa có cái nhóm cổ phiếu này thì thực chất thì đến như thế thì nó phải nói là nó còn tăng khá mạnh rồi anh Phục nhỉ. Thì nếu mà bạn mua giờ thì khả năng mà dính đến một cái cú chỉnh là điều rất là bình thường xảy ra. Đấy, cho nên là khi mà bạn mua ở cái vùng này thì chúng ta không nên mua một cái là full ngay, mà chúng ta vì mình không chờ được mà, không chờ được cái điều chỉnh thì chúng ta phải mua một cái tỷ trọng vừa phải thôi. Sau khi đó nó đây là cái việc về mặt là quản trị tài khoản, quản trị cái nguồn vốn vào. Thì khi mà mình mua cái phần đó thì cũng không nên mua nhiều, mà sau khi đó nó tăng lên thì mình mới tiếp tục là có thể là gia tăng thêm cái tỷ trọng khi mình được đúng. Còn theo quan điểm của tôi thì nhóm ngành này vẫn là được hưởng lợi đấy. Nhưng mà mua ở vùng nào thì có thể là có một cái nhịp chỉnh thì là an toàn nhất. Cảm ơn chia sẻ của anh Kháng ạ. Thế còn anh Phục thì sao ạ? Theo anh thì tỷ trọng dành cho nhóm cổ phiếu ngành xây dựng, đặc biệt là xây dựng liên quan đến đầu tư công, thì nên có tỷ trọng bao nhiêu là hợp lý ạ? Thì quan điểm của tôi cũng rất là đồng thuận với anh Kháng. Đó là cái việc là ngành xây dựng này thì cần phải phù hợp với những nhà đầu tư năng động hơn. Tức là họ cần phải ra vào một cách nhịp nhàng, chứ không phải cứ ôm một mạch là cầm đến vài năm hay vân vân.
đúng không ạ? Thì đấy là về 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 cái nhóm ngành này. Còn về cái tỷ trọng thì đối với những nhà đầu tư năng động thì có thể phân bổ tỷ trọng khoảng độ 20-30% chẳng hạn. Nhưng còn đối với những cái nhà đầu tư mà thụ động hơn, tức là họ ít giao dịch hơn ấy, thì tỷ trọng cho ngành này thì theo cá nhân tôi là nên cho thấp. Nên cho thấp. Thậm chí là có thể là chỉ khoảng độ 5% thôi. Đó. Dạ vâng ạ, cảm ơn chia sẻ của các vị chuyên gia. Và thưa quý khán giả, chúng tôi đã nhận được rất nhiều câu hỏi của khán giả đã gửi về fanpage của chương trình VTV Cap Kinh tế và Tài chính. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với phần giải đáp các câu hỏi này từ phía các chuyên gia. Đầu tiên tôi xin phép được đến với câu hỏi của khán giả Lưu Ngọc. Chuyên gia cho em hỏi có nên tiếp tục đặt niềm tin vào HBC không ạ? Kỳ vọng về cổ phiếu này năm 2023 là gì ạ? Vâng ạ, chúng ta sẽ cùng đến với cổ phiếu HBC, cổ phiếu Hòa Bình ạ. Cổ phiếu này thì liên quan đến xây dựng dân dụng nhiều đúng không ạ? Đúng ạ. Vâng ạ. Về mặt kỹ thuật ạ, thì không biết là anh Khang có chia sẻ gì về cổ phiếu này ạ? Về mặt cơ bản thì có lẽ anh Phục có chia sẻ lúc đầu rồi. Và tôi có lẽ nghĩ là để anh Phục tiếp tục chia sẻ về phần cơ bản thì nó sẽ hấp dẫn hơn. Còn về phần kỹ thuật thì tôi nhận thấy là cổ phiếu này cũng là về cái vùng gọi là hỗ trợ một cái phần. Và cái đà giảm thì có khả năng là nó sẽ bị chững lại. Còn cái về xu hướng tăng thì tôi chưa nhận thấy một cái tín hiệu tích cực từ cổ phiếu này. Đấy, thì chúng ta phải chờ thêm thôi. Chờ thêm có một tín hiệu tích cực hơn, đặc biệt là đến từ khối lượng thì có sự bùng nổ. Thì tôi nhận thấy rằng cổ phiếu này chưa phải là lúc chúng ta mua. Vâng, nghĩa là cổ phiếu này vẫn chưa có dấu hiệu. Đúng rồi, chưa có dấu xét về kỹ thuật thì chúng ta nhận thấy trước thì có một cái tín hiệu gì tích cực cả. Cái nền tích lũy thì vẫn chưa có. Đấy, cho nên là quan điểm của tôi là vẫn phải chờ thôi. Dạ vâng ạ, cảm ơn chia sẻ của anh Kháng ạ. Thế còn về bức tranh cơ bản ạ của doanh nghiệp này thì thế nào ạ? Vâng, về mặt cơ bản của Hòa Bình ý, thì chúng ta cần phải chú ý một số yếu tố như sau. Thứ nhất là về mặt tài sản thì có thể thấy là Hòa Bình có tỷ lệ phải thu rất là cao. Có phải thu rất là cao trên tổng tài sản cũng như so với vốn chủ sở hữu. Thế thành ra là cái việc là thị trường bất động sản khó khăn thì có thể khiến cho Hòa Bình gặp khó ở cái khoản này. Có thể gặp khó ở khoản này. Thì trong lịch sử, trong quá khứ giai đoạn 2011-2014 ý, Hòa Bình đã có những lần bị mất vốn bởi những cái khoản phải thu này, do đối tác họ không trả nợ được, đối tác họ phá sản. Thế thành ra nó đã cuốn mất lợi nhuận cả năm và thậm chí là nhiều hơn. Đó, thì do đó là cái rủi ro chính của Hòa Bình là nằm ở cái chỗ đó. Tuy nhiên thì bên cạnh đó thì có một cái rủi ro khác, đó là rủi ro liên quan đến nội bộ. Thì chúng ta có thể thấy vừa rồi cũng lùm xùm rất là nhiều liên quan đến việc là tranh chấp cái quyền gọi là điều hành hội đồng quản trị ở vị trí chủ tịch hội đồng quản trị, cũng như là các cái vị trí khác ở trong ban lãnh đạo của cái công ty xây dựng Hòa Bình này, cũng như là có một số các cái dự án của công ty này cũng bị ảnh hưởng bởi cái lùm xùm đó. Tuy nhiên có một cái điểm mạnh về mặt cơ bản, đó là định giá của HBC thì hiện nay là cái PB của nó lại khá rẻ. Đó, PB lại khá rẻ. Thế thành ra là cái cổ phiếu này ấy, nó được đánh giá về mặt cơ bản là rủi ro cao, có thể kỳ vọng lợi nhuận cao. Bởi vì sao? Bởi vì nếu mà kinh tế mọi thứ vẫn tiếp tục khó khăn ấy, thì rõ ràng Hòa Bình sẽ đối mặt với rất nhiều nguy cơ. Nhưng ngược lại, nếu mà bất động sản có thể ấm lại, trở lại tốt chẳng hạn, thì Hòa Bình lại là một trong những cái cổ phiếu có cái sức bật tăng trưởng mạnh nhất ở trên thị trường này. Đó, thì cổ phiếu này tôi xếp vào là rủi ro cao, lợi nhuận cao. Vâng ạ. Còn điểm vào thì như là anh Kháng chia sẻ. Nhà đầu tư vẫn nên đợi đúng không ạ? Đối với cổ phiếu HBC thì tôi có nhớ là doanh nghiệp này có liên quan đến một vài dự án của FLC đúng không ạ? Trong bối cảnh mà FLC đang vướng phải một số những cái vướng mắc pháp lý đúng không ạ? Thì không biết là liệu HBC có bị ảnh hưởng nhiều không ạ? Điều này gần như là chắc chắn bị ảnh hưởng. Vâng. Bởi vì FLC ấy, các kiểm toán thì họ cũng không dám đưa ra các ý kiến kiểm toán. Bởi vì bản thân FLC ấy, đa phần tài sản của họ là các khoản phải thu. Mà các khoản phải thu này nhiều trong số đó là những khoản phải thu không có thực, tức là khoản phải thu trên giấy thôi. Thế do đó về cơ bản là không thu được. Nếu mà thanh lý vân vân các thứ ấy, thì rõ ràng là FLC có thể âm vốn chủ sở hữu rồi. Đúng không? Và cái việc bây giờ không còn nguồn tiền nữa thì các cái dự án liên quan đến Hòa Bình thì sẽ rất khó về mặt thanh toán cho tiền mặt. Còn nếu Hòa Bình mà họ có thể nắm được các cái tài sản đảm bảo hoặc nắm được cái việc là kiểu như là họ đi họ cấn trừ được cái khoản nào thì sẽ là hay khoản đó. Đó. Thì do đó là với cái việc làm việc với FLC ấy, thì rủi ro là cũng gọi là tương đối cao. Tương đối cao về rủi ro mất vốn là tương đối cao. Dạ vâng ạ, cảm ơn chia sẻ của anh Phục về cổ phiếu HBC của câu hỏi của khán giả Lưu Ngọc ạ. Chúng ta cũng tiếp tục chuyển sang câu hỏi của khán giả Nguyễn Thu Trang. Khán giả có hỏi là HT1 có mua tích sản được không ạ? Cảm ơn chuyên gia. Tích sản. Chúng ta cùng đến với HT1 ạ.
xi măng Hà Tiên. Công ty xi măng Hà Tiên đúng không ạ, liên quan đến vật liệu xây dựng ạ. Thì tôi chia sẻ quan điểm của tôi đi. Thì cổ phiếu Hà Tiên là cũng một trong những cổ phiếu mà được hưởng lợi từ đầu tư công đấy. Bởi vì là nó là nguyên vật liệu về xi măng mà. Đấy, thì khi mà đẩy mạnh về xây dựng thì chắc là tất nhiên nó không được là quá nhiều như các cái khác, nhưng mà quan điểm của tôi thì vẫn là được hưởng lợi. Thì đối với cổ phiếu này thì anh Phục để chia sẻ về cơ bản hơn nhỉ. Thì tôi thì sẽ chia sẻ về phần kỹ thuật. Thì tôi nhận thấy cổ phiếu này là một cổ phiếu về cơ bản là khá tốt. Đấy, chúng ta về vô tích sản thì tôi nghĩ là không có gì phải đắn đo với cổ phiếu này cả. Theo quan điểm của tôi thì tốt. Giá này cũng mua được ạ? Giá này cũng mua được. Cái một tích sản thì cái giá này là vẫn mua được. Vâng ạ. Trước đó thì về quá khứ đúng không ạ? Thì giá cổ phiếu này đã từng ghi nhận lên đến vùng 26. Giá là 26.000 đúng không ạ? Vâng ạ. Đấy là vùng đỉnh vào đầu năm 2022. Tuy nhiên thì sau giai đoạn năm 2022 điều chỉnh thì giá cổ phiếu này đã ghi nhận mức đáy vào tháng 11 đúng không ạ? Cũng ngày phiên ngày 16 tháng 11 năm 2022 thì giá ở vùng đáy là quanh 7.000 đồng. 7.000-8.000 đồng. Hiện tại là giá đang gấp đôi so với mức đáy rồi đấy. Và tôi nhận thấy cái xu hướng cũng đang có một cái sự phục hồi. Mặc dù nó không quá rõ nét thôi, nhưng mà cũng là gấp đôi so với mức từ đáy rồi. Và cái xi măng của Việt Nam thì vẫn xuất khẩu khá tốt sang Philippines. Và cái nhu cầu của xi măng trong nước thì cũng đã hoàn thành, nói chung có là không quá mạnh, nhưng mà các doanh nghiệp đang đẩy mạnh sang xuất khẩu. Thì đối với Hà Tiên thì tôi thấy là cái bề dày của họ cũng khá lớn. Đấy, mà cái nó cũng có những cái yếu tố cơ bản tốt hơn, tốt, thậm chí là hồi nãy anh Phục sẽ chia sẻ thêm. Thì đối với cái Hà Tiên thì cái quan điểm mà mua tích sản thì tôi hoàn toàn đồng ý. Vâng ạ, thế theo anh thì nếu mà tích sản ở vùng này thì liệu cổ phiếu có quay lại được vùng đỉnh trong năm 2023 hay không ạ? Thì chắc là chưa. Theo quan điểm thì khá lâu để quay lại cái vùng đỉnh đó ạ. Có thể trước mắt sẽ là vùng 19, thì có thể là một trong vòng 3-4 tháng tới thì cái khả năng 19 thì theo quan điểm của tôi là vẫn được. Còn với 25 thì chúng ta chắc là phải chờ thêm thôi, chứ khó nói lắm. Dạ vâng ạ, cảm ơn chia sẻ của anh Kháng về mặt kỹ thuật đúng không ạ, của cổ phiếu HT1. Thế còn về mặt cơ bản thì sao ạ? P/E của cổ phiếu này hiện tại là 22,18 lần, PB là 1,15 lần, ROE là 5,08% ạ, EPS là 685.17. Và không biết là anh Phục anh có chia sẻ thêm về mặt cơ bản của cổ phiếu này được không ạ? Vậy thì Hà Tiên là một trong những cổ phiếu tôi cũng theo dõi rất lâu. Tôi theo dõi nó đâu đó là cũng khoảng 14-15 năm rồi đấy. Và cái giai đoạn Hà Tiên ấy, sau những cái giai đoạn đầu tư công ấy và xây dựng bất động sản trở lại tốt thì cổ phiếu này thường có cái mức tăng giá rất khủng khiếp. Ví dụ như là giai đoạn từ năm 2013 đến năm 2016 ấy, giá cổ phiếu này tăng đâu khoảng 6-7 lần cơ. Thế thành ra là cũng rất nhiều nhà đầu tư họ kỳ vọng rằng trong cái đợt đầu tư công này thì cổ phiếu Hà Tiên có thể tăng giá rất mạnh. Đúng không ạ? Thì chúng ta có thể thấy nếu so với giá đáy khoảng 7.000 vào tháng 11 năm 2022 thì đến nay thì nó đã tăng hơn gấp đôi rồi, đúng không ạ? Nó cũng biểu hiện phần nào đó tâm lý kỳ vọng cái cổ phiếu này được hưởng lợi từ đầu tư công. Còn về mặt thuần cơ bản thì chúng tôi cũng nghiên cứu khá sâu về cái cổ phiếu Hà Tiên này. Thì thực sự nếu năm 2023 thì về cơ bản nó có được hưởng lợi, nhưng mà cái mức độ hưởng lợi nó chưa phải quá lớn, bởi vì bất động sản chúng ta vẫn yếu. Còn đầu tư công thì tất nhiên có sử dụng xi măng nhưng nó không quá nhiều. Thế do đó rằng là nếu trong cái giai đoạn 2023 thì kết quả kinh doanh sẽ trở lại, nhưng mà nó cũng sẽ chưa được trở lại một cách mạnh mẽ. Còn về mặt lâu dài thì AZFIN chúng tôi có cái định giá cái cổ phiếu này đâu đó quanh khoảng mức 17-20.000 đồng về mặt lâu dài. Thì trong cái giai đoạn tháng 7 năm 2020 thì chúng tôi cũng có chia sẻ với cổ phiếu này với cái mục tiêu tích sản là khoảng 17.000. Thì khi đến 17-18.000 bán mất thì nó lên 25-26.000 do cái thị trường lúc đó nó rất hưng phấn, nó bật lên một cách quá đà. Đấy, còn về mặt thuần cơ bản thì hiện nay thì chúng tôi định giá cổ phiếu này cũng khoảng độ 17-20.000. Đó, thì đấy là cái mục tiêu về cơ bản để cho các nhà đầu tư tích sản có thể quan tâm. Thì cái việc là cổ phiếu này tích sản cũng tương đối phù hợp ở chỗ là cái cổ tức tiền mặt của nó thì hàng năm cũng đưa ra khá là đều, thì nó sẽ có cái dòng tiền cho các nhà đầu tư lâu dài đó, mang tính chất là bền vững. Nhưng mà lưu ý là vùng định giá về mặt giá trị ấy, là từ 17-20.000. 20. Dạ vâng ạ. Cảm ơn chia sẻ của anh Phục cũng như là chia sẻ của anh Kháng ạ. Chúng tôi cũng xin lưu ý với quý khán giả đang theo dõi chương trình. Đó là những giải đáp mà các chuyên gia đưa ra dành cho các câu hỏi của khán giả gửi về chương trình. Xin quý khán giả hãy coi đó là một lời khuyên, một cơ sở để có thể đưa ra quyết định đầu tư của mình. Và chúng tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm về rủi ro, về quá trình giao dịch của quý khán giả.
Vâng ạ, vừa rồi là phần trao đổi của hai vị khách mời về chủ đề chính cũng như là một số cổ phiếu của ngày hôm nay. Trước khi đề cập đến nội dung tiếp theo của chương trình, mời hai vị khách mời cũng như là các quý vị khán giả cùng nghỉ trong ít phút, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay sau đây. Quản lý nguồn vốn trong thị trường chứng khoán. Cần tối thiểu bao nhiêu tiền để đầu tư chứng khoán? Trước tiên, để đầu tư chứng khoán, bạn cần một tài khoản chứng khoán tại một công ty chứng khoán uy tín. Sau đó, bạn có thể nộp tiền vào để có thể thử giao dịch. Hiện nay, tất cả các sàn đều giao dịch 100 cổ phiếu trên một lô. Ví dụ, bạn mua Hòa Phát với giá 21.000 đồng thì một lô cổ phiếu sẽ rơi vào khoảng 2 triệu 100.000 đồng. Và với 10 triệu đồng thì bạn có thể mua được vài lô hoặc là có thể đầu tư một vài mã cổ phiếu khác nhau. Vì vậy, với số vốn 10 triệu đồng, bạn có thể bắt đầu đầu tư chứng khoán được rồi. Tiền để trong tài khoản chứng khoán có được tính lãi suất không? Tiền gửi của khách hàng để tại các công ty chứng khoán sẽ được tính lãi suất không kỳ hạn. Ví dụ tại VNDirect, bạn có thể nhận được 0,3% một năm cho phần tiền gửi tại công ty. Làm thế nào để xem được sao kê giao dịch hàng tháng? Để có thể xem được sao kê giao dịch hàng tháng, khách hàng cần lên bảng giá, rồi chọn vào phần giao dịch tài khoản, chọn phần sao kê và chọn tháng muốn sao kê, sau đó khách hàng có thể tải dữ liệu về máy là xem được. Với số tiền từ 1 đến 2 triệu đồng, có thể đầu tư được chứng khoán hay không? Với số vốn từ 1 đến 2 triệu đồng, bạn vẫn có thể mua được các mã trên sàn, tuy nhiên sẽ bị ảnh hưởng bởi thị giá. Bởi vì khi mà bạn dùng 1 đến 2 triệu mua hết toàn bộ một mã thì sẽ không có thể có đa dạng hóa danh mục, cũng như là bỏ hết trứng vào một giỏ thì sẽ rủi ro hơn cho việc cổ phiếu bị giảm giá. Vì vậy, mình khuyên các bạn có thể nâng số vốn lên để có thể mua một vài mã đa dạng hóa danh mục và hạn chế rủi ro hơn. Thế còn mình cũng nghĩ là về... Vâng ạ, chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại với diễn biến của thị trường chứng khoán ở thời điểm hiện tại. Chỉ số VN Index hiện tại tăng 0,45%, lên mức là 1.047,32 điểm. Trên toàn sàn có 194 mã tăng, 141 mã giảm. Thanh khoản đến thời điểm hiện tại ghi nhận là trên 3.000 tỷ đồng. Trên HNX thì chỉ số này cũng tăng 0,35 điểm lên 206,07 điểm. Trên sàn HNX thì có 64 mã tăng và có 49 mã giảm điểm. Còn riêng chỉ số Upcom thì ghi nhận mức giảm nhẹ 0,26%, lùi về 75,9 điểm. Tuy nhiên trên sàn này thì có 103 mã tăng và có 64 mã giảm điểm. Vâng ạ, ở thời điểm hiện tại thì thanh khoản là trên 3.000 tỷ đồng rồi ạ. Không biết là anh Kháng, anh đánh giá như thế nào về mức thanh khoản ở thời điểm hiện tại ạ? Thanh khoản thì có nhích nhưng mà tôi thấy cũng chưa có thực sự bùng nổ lắm. Nhưng mà điểm sáng là tôi vẫn thấy là hai cái nhóm ngành nhạy nhất của thị trường ấy là bất động sản với lại chứng khoán vẫn đang có một cái khởi đầu khá tốt của tuần mới. Thì tôi kỳ vọng rằng là cái nhóm ngành này sẽ là cái đầu tàu kéo theo cái tín hiệu tích cực đối với thị trường trong tuần này. Mặc dù là cũng có lúc là chỉ số giảm xuống sụt giảm nhẹ. Nhưng mà nếu mà sụt giảm nhẹ thì theo quan điểm của tôi vẫn là cơ hội để chúng ta có thể mở vị thế mua thăm dò đấy. Dạ vâng ạ, cảm ơn chia sẻ của anh Kháng ạ. Đây là một góc nhìn rất là tích cực đúng không ạ? Vâng. Thế còn anh Phục thì sao ạ? Vậy anh đánh giá như thế nào về diễn biến của thị trường tính tới thời điểm hiện tại cũng như là mức thanh khoản của thị trường ạ? Vâng, tôi đánh giá thì vẫn như lúc sáng thôi, thì tôi đánh giá là tâm lý cũng có phần tích cực một chút, chứ chưa phải là quá tích cực đâu. Đó, thì bao giờ chúng ta nếu mà chúng ta nhìn thấy dòng trứng ấy, nó là đồng loạt mà tăng giá rất là mạnh ấy, thì lúc đó là thể hiện cái sự hưng phấn rất lớn của nhà đầu tư. Còn hiện nay thì tất nhiên là dòng trứng vẫn tăng khá là tốt, tuy nhiên nó cũng chỉ lác đác ở một số cổ phiếu có cái tín hiệu, ví dụ như BSI là lên trần chẳng hạn. Còn lại các cái cổ phiếu mà thanh khoản cao ấy thì về cơ bản nó cũng chỉ tăng nhẹ, đúng không ạ? Và để mà thị trường mà khẳng định cái sự tích cực mạnh mẽ luôn ấy thì cần phải có cái sự tham gia của ngành ngân hàng nữa. Thì lúc ấy mới cho thấy là một cái sự đồng thuận cao ở trên thị trường. Vâng ạ, cảm ơn chia sẻ của anh Phúc ạ. Chúng ta cùng tiếp tục đến với diễn biến của khối ngoại ở thời điểm hiện tại trong phiên sáng ngày hôm nay. Tính đến hiện tại thì khối ngoại có giá trị bán ròng là 61 tỷ đồng ạ. Mã mua dòng chủ yếu ở VHM, SSI, VND, SHB, còn bán dòng thì ở MSN, VNM, STB và VCG ạ. Vâng ạ, không biết là anh Phục ạ, anh đánh giá thế nào về hành động này của khối ngoại ạ?
Vâng, về cơ bản là cái việc mua bán dòng có vài chục tỷ thì nó lại rất là nhỏ, nó không phản ánh một cái xu hướng hay một cái tâm lý chung của khối ngoại ạ. À, có một điều rất là thú vị như anh Kháng vừa chia sẻ, đó là khối ngoại gần đây rất là tích cực gom các cái cổ phiếu gom ròng, các cái cổ phiếu chứng khoán chẳng hạn, thì chúng ta cũng thấy là biểu hiện ở đây là tương đối tích cực. Có thể rằng là họ kỳ vọng rằng là thị trường chứng khoán của chúng ta là có cái triển vọng tốt trong cái nửa cuối năm. Thì do đó là họ cũng khá tích cực gom, không những phiên hôm nay mà còn cả nhiều phiên trước, đúng không ạ? Vâng ạ. Anh đánh giá như thế nào về việc là sự phụ thuộc của nhà đầu tư trong nước đến dòng vốn ngoại ạ? Có thể nói là trong suốt một tuần qua, đúng không ạ, thậm chí cả phiên nay, thì thanh khoản trong phiên sáng thường ghi nhận ở mức trung bình thấp, không có quá cao. Đặc biệt là trong phiên sáng thì khi mà ghi nhận được dấu hiệu là nhà đầu tư nước ngoài đang bán dòng, thì gần như là dòng tiền của nhà đầu tư cá nhân trong nước cũng có phần chững lại, không có đà bùng nổ mạnh mẽ. Tuy nhiên thì sang đến phiên chiều, nếu như ghi nhận sự mua dòng mạnh của khối ngoại thì lúc đó thì nhà đầu tư cá nhân, đúng không ạ, dòng tiền trong nước sẽ tham gia rất là mạnh. Anh Kháng ạ, anh đánh giá như thế nào về sự phụ thuộc này? Nói phụ thuộc hoàn toàn thì tôi nghĩ là không. Bởi vì thị trường chứng khoán Việt Nam hiện tại là nhà đầu tư cá nhân là có nhìn nhận nhiều và có phân tích nhiều hơn, và thật là tiềm lực của nhà đầu tư cá nhân và cái tầng lớp mà tham gia thị trường chứng khoán là khá nhiều. Nhưng mà có lẽ là cái khối ngoại thì từ lâu đến nay rồi, nhà đầu tư vẫn luôn luôn là quan tâm đến nhất cử nhất động của cái khối ngoại này. Mọi hành động của khối ngoại thì được nhà đầu tư quan tâm. Nhưng mà nếu mà chúng ta quay lại trước đó thì trong năm 2021 ấy, là khối là nhà đầu tư nước ngoài là bán ròng, nhưng mà nhà đầu tư nội cân hết. Đấy, thậm chí là không coi nhà đầu tư ngoại là gì hết. Vậy đó là thứ nào đấy đó. Và thị trường liên tục tăng điểm rất là mạnh. Nhưng mà bởi vì khi đó là cái thanh khoản rất là cao và cái chính sách tiền tệ là khá nới lỏng. Nhưng mà ở thời điểm hiện tại thì cái việc là thanh khoản nó thấp xuống và nhà đầu tư ngoại thì lại cái tiềm lực kinh tế họ lại lớn, vốn họ lại trường, cho nên là cái việc là cái tác động của khối ngoại nó sẽ ảnh hưởng khá lớn đến tâm lý của các nhà đầu tư trong nước, và họ luôn quan tâm đến cái việc là nhà đầu tư nước ngoài mua bán gì, và thậm chí là họ mua ròng hay là bán ròng thì cũng ảnh hưởng đến một phần cái tâm lý của nhà đầu tư. Thì trong giai đoạn này thì tôi nghĩ là có ảnh hưởng, nhưng mà quan điểm của tôi thì cũng không quá nhiều đâu. Dạ vâng ạ, cảm ơn chia sẻ của anh Kháng ạ. Chúng ta cùng tiếp tục đến với phần giải đáp câu hỏi từ phía các chuyên gia, mà câu hỏi mà các khán giả đã gửi về chương trình. Chúng tôi xin phép được đến với câu hỏi của khán giả Kiều Dung ạ. Khán giả có hỏi là trong xây dựng dân dụng nên vào VCG hay HUT, và thời gian này thì có sợ bị phân phối hay không ạ? Vâng ạ, câu hỏi này xin mấy Kháng ạ. Đầu tiên là về VCG đúng không ạ? Thì vâng, cho VCG ạ. Chắc về phần cơ bản thì lại tiếp tục là nhờ anh Phục chia sẻ cho cái sự VCG với lại cổ phiếu HUT nhỉ. Thì tôi về cơ bản thì tôi nhận thấy là tôi vẫn thích VCG hơn nhiều. Vì cái chuỗi cung ứng của nó là có thể cung cấp cả cái vật liệu nữa, và cái vốn hóa của nó cũng tốt, bề dày lịch sử thì cũng khá nhiều, và cái nhiều dự án thì cũng có thể là trở thành nhà thầu trúng giá được ấy. Còn đối với kỹ thuật thì tôi nhìn ở đây thì VCG thì tôi thấy là có một cái sự tích lũy khá tốt rồi. Mặc dù cái đoạn này trước đó đã có một cái sự tăng giá ấn tượng, và ở cái giai đoạn này thì giá nó không giảm, thị trường có chỉnh nhưng mà cổ phiếu VCG không giảm sâu. Thì ở cái vùng này thì tôi nghĩ là mua, quan điểm của tôi đối với cổ phiếu so sánh thì tôi vẫn ưu tiên chọn VCG hơn, và VCG có mức tăng khá tốt hơn so với HUT. Thì ở đây giai đoạn này thì quan điểm của tôi là tôi, nếu mà bạn hỏi như vậy thì tôi sẽ ưu tiên là chọn VCG. Dạ vâng ạ, cảm ơn chia sẻ của anh Kháng. Trong phiên ngày 24 tháng 3 đúng không ạ, thì cổ phiếu VCG đã ghi nhận tăng giá, thậm chí là cây vôn. Có thể nói là bùng nổ đúng không ạ? Đúng, bùng nổ, nhưng mà nếu mà thiền về kỹ thuật không thì chưa thực sự bùng nổ. Có nghĩa là có thể là tăng so với trung bình 10 phiên trước đó thôi. Nhưng mà bởi vì cái biên độ tăng của nó là nó chưa vượt ra khỏi một cái dải tích lũy. Thì nếu mà nó vượt dải tích lũy trên cái phần đó và khối lượng nó bùng nổ hơn, mà chúng ta quan sát trên biểu đồ á, chúng ta nhận thấy là nhà có cái phiên tăng đó thì khối lượng có tăng cao thật, nhưng mà chưa vượt qua cái mức tăng của các cái khối lượng giảm, các phiên đỏ trên biểu đồ chúng ta nhìn thấy đó, nó chưa vượt qua. Thì nó như là có bứt phá nhưng mà chưa thực sự là tạo ra một cái động lực là xuyên suốt để mà bật mạnh lên. Nhưng mà ở vùng này thì tôi vẫn thấy là đây là tín hiệu tích cực. Cảm ơn chia sẻ của anh Kháng ạ. Thế còn về mặt cơ bản ạ, xét về mặt tài chính của doanh nghiệp VCG thì sao ạ? Không biết là anh Phục có chia sẻ gì thêm không ạ? P/E của cổ phiếu này đang là 11.05 lần, P/B là 1.46 lần ạ. Có thể nói là doanh thu của năm 2020, 2021, 2022 đúng không ạ, đều ghi nhận là đà tăng tương đối tốt.
Và thậm chí là năm 2022 thì ghi nhận mức lợi nhuận sau thuế là tăng trưởng lên đến 124,77% ạ. Vâng, ok ạ. À, vâng, trước tiên là về câu hỏi của chị đúng không ạ? Liên quan đến vấn đề là cổ phiếu xây dựng dân dụng đúng không ạ? Vâng. Thì đầu tiên là chia sẻ với chị, hai doanh nghiệp này đều không phải cổ phiếu xây dựng dân dụng. Vâng. Đúng không ạ? Đầu tiên là Vinaconex thì nó thiên về vấn đề liên quan đến xây dựng cơ sở hạ tầng nhiều hơn. Ngoài ra thì nó còn có bất động sản chiếm cũng khá nhiều. Đó thì về mặt cơ bản thì tôi cũng đánh giá cái cổ phiếu VCG này khá cao như anh Kháng có chia sẻ. Đó là cổ phiếu này về cơ bản là có cái nền tảng kinh doanh tốt, có cái thương hiệu mạnh, các cái dự án bất động sản của họ cũng về cơ bản là cũng khá tốt và có giá trị cao. Khi thị trường trở lại thì có thể có được cái kết quả tốt. Đó. Thì tuy nhiên về mặt tài chính thì nó cũng gọi là có một cái chút gọi là ảnh hưởng bởi lãi suất tăng cao, bởi vì cái vay nợ của nó rất là lớn. Vay nợ tài chính ngắn hạn là 5.120 tỷ, còn vay nợ tài chính dài hạn lên đến 8.103 tỷ. Tức là tổng vay nợ của nó là khoảng 15.220 tỷ so với vốn chủ sở hữu khoảng 10.000 tỷ. Thì tức là tỷ lệ nợ vay của nó cũng tương đối cao. Với cái vấn đề là lãi suất cuối 2022 và đầu 2023 vẫn duy trì cao, thì cái chi phí tài chính của VCG cũng gọi là tương đối cao một chút đấy. Tương đối cao một chút. Tuy nhiên về mặt lâu dài thì VCG vẫn được đánh giá khá cao với cái vị thế đầu ngành, cũng như là nhận được 6 cái dự án, rất nhiều dự án thành phần đầu tư công. Đấy, rồi cũng như là các cái hoạt động kinh doanh khác cũng tương đối tốt. Đó. Còn về cái hút thì đây là một cái công ty, bây giờ có thể nói là một cái công ty đầu tư tài chính thì đúng hơn. Nó chuyên đầu tư vào các cái công ty con, công ty liên kết với định hướng liên quan đến có cả ô tô, có cả thu phí đường bộ, rồi là rất nhiều các cái hoạt động khác nữa. Thì nó là một cái doanh nghiệp đầu tư tổng hợp thì đúng hơn. Thì cái hút này thực sự là các cái dữ liệu để mà có thể đánh giá cơ bản của nó thì là chưa có nhiều. Chưa có nhiều và rất khó đánh giá. Bởi các cái công ty con, công ty liên kết của nó thì cũng gọi là mới tái cơ cấu thôi. Thì cũng chưa khẳng định được rằng là có thành công, có hiệu quả hay không. Còn về mặt định giá thì hiện nay của nó thì cũng không thực sự rẻ nào. Của hút thì không thực sự rẻ nào. VE là 37,38 lần ạ. Và B là 1,39 lần. Và nếu về mặt cơ bản có thể nghiêng về cổ phiếu nào thì tôi thiên về Vinaconex hơn một chút. Đấy. Dạ vâng ạ, cảm ơn chia sẻ của anh Phúc ạ. Thế còn quay lại với mặt kỹ thuật của cổ phiếu HUT thì anh Kháng thấy sao ạ? Cổ phiếu này đã từng ghi nhận mức đỉnh ở mức giá là 54.000 đúng không ạ? Quanh 54.000 vào những tháng đầu của năm 2022. Vâng ạ, sau đó là ghi nhận sự sụt giảm tương đối lớn và hiện tại là chỉ đang giao dịch quanh vùng là 15.600 đồng ạ. Về mặt kỹ thuật thì tôi không đánh giá cổ phiếu này có thể quay trở lại đỉnh đâu. Vì tôi nhận thấy rằng trong cái quá trình vừa rồi thì khi mà tạo đỉnh lên khoảng là 56.000 thì tôi thấy là cái việc hình như là có cái sự tàu lọc của nhà tàu lọc ấy, đánh cổ phiếu có phần lên đấy, trong cái thời gian đó. Và nếu mà nó chính xác là trong cái giai đoạn nó tăng khá là mạnh, vì đến là gấp 6, gấp 7 lần. Và sau khi thời gian mà đó thì cổ phiếu nó giảm xuống thì vẫn đang là một trong một cái kênh là kênh giảm xuống. Vâng. Đợt này có thể là nó sẽ được hưởng lợi thêm cái việc là tái cơ cấu, cái thông tin tích cực là tái cơ cấu, nhưng mà như anh Phục chia sẻ chưa biết được là nó sẽ có thể là tái cơ cấu thành công hay không. Xét về mặt kỹ thuật thì ở thời điểm này thì tôi vẫn chưa nhận thấy một cái tín hiệu tích cực nào đối với cổ phiếu này, và tôi nghĩ là so với cổ phiếu VCG thì tôi có thể khuyến nghị mua, chứ còn đối với cổ phiếu này thì tôi nghĩ là chờ thêm, và thậm chí là chúng ta chưa nên mua ở cái giai đoạn này, và cái xu hướng vẫn đang có xu hướng khá xấu theo quan điểm của tôi, cho nên là chúng ta chờ nhé. Vâng, cảm ơn chia sẻ của anh Kháng ạ. Chúng ta cùng tiếp tục đến với câu hỏi của khán giả Phạm Tuấn Anh đã gửi về cho chương trình ạ. Khán giả có hỏi là sức khỏe của HHV thế nào ạ, thưa chuyên gia? Vâng ạ, chúng ta cùng đến với HHV ạ. HHV. Về sức khỏe tài chính thì có lẽ để anh Phục tiếp tục chia sẻ này, anh Phục khá hiểu về các cái cổ phiếu tài chính, về doanh nghiệp, cho nên là dạ vâng ạ, xin mời anh Phục ạ. Vâng, về cái cổ phiếu HHV có thể nói là doanh nghiệp này có cái nợ vay thực sự lớn, nợ vay đâu đó lên đến gần 1 tỷ đô cả, trong cái quy mô vốn chủ sở hữu của nó cũng tương đối hạn chế. Vâng. Thì cái tỷ lệ nợ vay trên vốn chủ sở hữu phải nói rất cao. Thì nếu mà là một doanh nghiệp thông thường ấy thì với tỷ lệ nợ vay trên vốn chủ sở hữu này sẽ vô cùng rủi ro. Tuy nhiên thì HHV có một cái sự khác biệt một chút, đó là họ vay đưa vào những cái dự án cơ sở hạ tầng có thu phí. Thế thành ra nó có một cái dòng tiền tương đối ổn định. Chính vì thế cho nên cái rủi ro của nó cũng sẽ bớt được khá nhiều.
bớt được khá nhiều. Tuy vậy thì với cái lãi suất cao của cuối 2022 và 2023 ấy, thì về cơ bản là HHV năm 2023 sẽ chứng kiến một cái chi phí tài chính cũng sẽ tăng tương đối cao. Bởi vậy cho nên là về cơ bản nếu mà cái lãi suất của chúng ta hiện nay đang giảm và sẽ tiếp tục suy giảm được ấy, thì HHV sẽ bớt được phần nào cái gánh nặng về cái chi phí tài chính đó. Đó. Nhưng mà với một cái nhà đầu tư, nếu mà với một nhà đầu tư mà rất an toàn thì tôi khuyến nghị là có thể là nên quan sát thôi đối với HHV. Còn đối với những nhà đầu tư mà tấn công, tức là năng động và tấn công rất mạnh ấy, thì nhà đầu tư có thể xem xét vào những cái nhịp điều chỉnh, những cái giai đoạn điều chỉnh thì có thể là mua tích lũy nó vào những cái giai đoạn điều chỉnh như thế. Đó. Dạ vâng ạ, cảm ơn chia sẻ của anh Phục ạ. Khi mà thị trường tạo đáy vào tháng 11 đúng không ạ, thì cổ phiếu này cũng ghi nhận mức giá vùng đáy là 6.210 đồng ạ. Hiện tại thì cổ phiếu này đã ghi nhận mức giá là 13.300 đồng. Đó, một thì tăng tương đối tốt đúng không? Vâng. Thì tổng nợ vay của nó đâu đó khoảng độ 20.650 tỷ. Trong khi là vốn chủ sở hữu của nó là 5.120 tỷ, tức là gấp 4 lần. Đó, thì thực sự là cái công ty này họ cũng đang rất cần phải phát hành thêm cổ phiếu để huy động thêm vốn của cổ đông. Đó, thì đấy là cái điểm yếu của nó. Đấy, còn điểm mạnh của nó là nó cũng nhận được rất nhiều các cái dự án đầu tư công. Thì cái công ty mẹ của HHV đâu đó nhận được 6 đến 7 dự án cơ. Thế thành ra là cái công việc của họ khá nhiều. Đó. Dạ vâng ạ, cảm ơn chia sẻ của anh Phục ạ. Thế không biết là về mặt kỹ thuật ạ, không biết là ở thời điểm hiện tại thì khán giả có thể mở mua đối với cổ phiếu HHV hay không ạ? Cổ phiếu HHV thì phải nói là có một cái cú tăng phải nói là rất là mạnh, và đây là theo quan điểm của tôi thì là cổ phiếu được đánh giá là hưởng lợi hàng đầu từ cái việc là đẩy mạnh đầu tư công, và nó cũng trúng khá nhiều cái dự án. Về mặt kỹ thuật thì đã có một quá trình tích lũy, cái vùng này thì chưa, nghĩa là đã tăng trước đáy rồi, và cái vùng này thì nó cũng chưa có một sự sụt giảm mạnh nào, thì nếu mà an toàn thì phải chờ thêm, nhưng mà còn nếu mà mua sớm thì có thể mua thăm dò được vùng này. Và quan điểm của tôi là vẫn có thể mua được. Dạ vâng ạ, cảm ơn chia sẻ của anh Kháng ạ. Chúng ta cùng tiếp tục đến với câu hỏi của một khán giả khác đã gửi về cho chương trình, khán giả Huyền Anh Nguyễn. Hôm nay hoa sen nở hả các anh? HSG có thể vào với giá này được không ạ? Chúng ta cùng đến với HSG ạ. Và hiện tại thì cổ phiếu này đã ghi nhận mức tăng là 2,2%, tương đương 0,35 điểm, lên 16.250 đồng một cổ phiếu ạ. Hoa sen nở chưa hả anh Kháng? Hình như cái đợt trước thì có nói với cổ phiếu thép thì cũng chia sẻ những khó khăn của cổ phiếu thép, và về kết quả kinh doanh thì chắc là cũng chưa thể có cái sự bùng nổ ngay được đâu. Chắc là quý 1 này theo quan điểm của tôi thì chắc là cũng chưa có cái sự lợi nhuận cao được. Vâng. Đấy, nhưng mà mình có những cái sự phục hồi thì khá tốt từ ngành thép, khi mà giá thép đã có sự tăng trưởng khá ấn tượng trong 5 lần tăng trong trước từ đầu năm đến giờ. Thì về kỹ thuật thì tôi nhận thấy rằng vẫn đang có một cái xu hướng tăng, vẫn đang duy trì xu hướng tăng. Đấy, còn mở vị thế mua mới thì cái vùng này thì tôi không đánh giá quá cao lắm. Đấy, nhưng mà có thể gặp cái đang có cái ngưỡng kháng cự ở đây, thì kháng cự vùng trên đây đúng không? Đúng rồi, cho nên là cái vùng này mua mới thì là tôi chưa nhận thấy, bởi vì nó từ vị mô thì nó cũng chưa được hưởng lợi lắm. Đấy, cho nên là có khả năng là cái vùng mua mới này đến cái ngưỡng mà rủi ro mình ăn được cái khoảng này nó không cao. Vâng. Đấy, thì có thể xu hướng vẫn có thể tích cực, có thể tăng thêm, nhưng mà cái vùng này thì tôi không khuyến nghị mua đối với cổ phiếu ngành thép này. Dạ vâng ạ, cảm ơn chia sẻ của anh Kháng ạ. Thế còn về mặt cơ bản, anh Phục có chia sẻ gì thêm về cổ phiếu hoa sen hay không ạ? Về mặt cơ bản thì tôi thấy trước tiên là về sức khỏe tài chính đi. Thì cổ phiếu hoa sen này có một cái sự chuyển biến cực kỳ mạnh mẽ trong 2-3 năm gần đây. Nếu như ngày xưa ấy, thì cổ phiếu hoa sen này luôn luôn có tỷ lệ nợ vay trên vốn chủ sở hữu lên đến khoảng độ 1,5 đến 2 lần. Và thường rất rủi ro mỗi khi lãi suất tăng. Vâng. Cũng như mỗi khi cái thị trường thép khó khăn thì cái doanh nghiệp này có thể lỗ rất lớn và rất thảm hại, rủi ro cao. Tuy nhiên gần đây thì có những cái tín hiệu tốt, nhờ vào cái thị trường thép tốt trong năm 2021-2022 mà lợi nhuận của cái doanh nghiệp thép này rất lớn, và họ đã giữ lại được một lượng lớn. Bởi vậy cho nên là họ đã trả bớt cái chi lãi vay rất nhiều. Thì tính đến hết cái tháng 12 năm 2022 thì nợ vay của Hoa Sen thực sự rất thấp, chỉ có 2.694 tỷ thôi, trong khi hàng tồn kho của nó hơn 5.000 tỷ. Thế thành ra là về cái việc rủi ro nợ vay gần như là không có. Trong khi cái vốn chủ sở hữu nó lên đến hơn 10.000 tỷ.
Thì về sức khỏe tài chính thì tôi đánh giá Hoa Sen đã có một sự chuyển biến rất tích cực. Và hiện nay là sức khỏe tài chính là một trong những công ty thậm chí tốt nhất cơ, ở trên thị trường chứng khoán đó. Tuy nhiên về mặt kết quả kinh doanh ấy, thì năm 2022 chứng kiến cái sự khó khăn khiến cho cái kết quả của doanh nghiệp này đã bị âm. Và cái kết quả kinh doanh năm 2023 thì tôi rất đồng quan điểm với anh Kháng. Đó là về cơ bản nếu về tạo đáy kết quả kinh doanh thì là đã tạo đáy rồi. Ở cái quý 4 năm dương lịch năm 2022 của Hoa Sen. Tương đương với quý 1 năm tài chính của Hoa Sen thì nó khác một chút nhỉ. Đó, thì đã tạo đáy rồi nhưng mà để mà trở lại thì nó cần phải thời gian và trở lại một cách từ từ. Vì sao lại vậy? Bởi vì cái kết quả kinh doanh của Hoa Sen ấy nó phụ thuộc vào hai thị trường, đều phụ thuộc cân bằng cả hai thị trường. Một là xuất khẩu chủ yếu sang châu Âu rất nhiều. Thì thị trường châu Âu hiện nay suy thoái kinh tế về cơ bản đã xảy ra. Thế do đó cái nhu cầu về tiêu thụ tôn của Hoa Sen là rất là thấp. Bởi vậy cho nên là cái doanh số từ xuất khẩu cũng như lợi nhuận từ xuất khẩu của Hoa Sen sẽ chưa tích cực được ngay. Thứ hai về cái nhu cầu trên thị trường trong nước ấy, của chúng ta thì cũng vẫn đang rất yếu và đang dần dần hồi phục trở lại. Thế do đó là kết quả chưa thể tích cực được ngay. Nhưng mà tạo đáy thì đã tạo đáy vào quý 4 năm 2022 rồi. Thì về cái cổ phiếu Hoa Sen định giá thuần hiện nay PB đâu đó nó khoảng độ 0.9 lần. Thì về mặt lâu dài tôi nghĩ rằng là định giá này là cũng tương đối ổn. Tương đối ổn thôi. Chứ còn bảo là siêu rẻ thì chưa phải là rẻ. Đấy, nó là tương đối ổn. Và cái cổ phiếu Hoa Sen này lưu ý là chỉ nên mua khi nó điều chỉnh khá khá. Thì chúng ta có một cái sự an toàn cao. Bởi vì dù sao tuy nó có biến đổi về mặt tài chính tốt hơn, nhưng mà nó vẫn là một cái cổ phiếu có cái sự biến động rất mạnh theo cái chu kỳ của ngành thép. Dạ vâng ạ. Cảm ơn chia sẻ rất là toàn cảnh đúng không ạ, của cả anh Kháng cũng như là anh Phục về mặt kỹ thuật của các cổ phiếu ạ.